Tác phẩm Nghĩ thiện để cuộc đời và công việc viên mãn. Tác giả Inamori Kazuo. Người dịch Nguyễn Đỗ An Nhiên. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Ngọc Hiếu. Lời tựa: Hưng suy của một quốc gia đồng nhất với trạng thái tâm hồn của quốc dân. Tác giả Inamori Kazuo đã từng viết như thế trong tác phẩm Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế, nhà xuất bản Trẻ năm 2016. Nay trong tác phẩm mới của mình, Nghĩ thiện, ông không lặp lại ý này ở mức độ quốc gia, nhưng gián tiếp khẳng định lần nữa điều này ở mức độ cá nhân. Nghĩ thiện gồm 9 chương với những dòng tâm tình chân thành của tác giả dành cho bạn đọc. Những lời ruột gan này được đúc kết từ một đời người đã trải qua nhiều thăng trầm và rốt cuộc đạt được một kết quả viên mãn mà bất kỳ ai cũng ao ước. Bạn sẽ biết được những thất bại tác giả từng trải qua và học được cách đứng lên từ thất bại ra sao. Bạn sẽ biết thêm một vài đầu sách đáng đọc qua những trích dẫn mà tác giả tâm đắc. Bạn sẽ biết được khó khăn của một người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của mấy trăm, thậm chí mấy ngàn nhân viên ra sao, nhưng được tác giả giải quyết bằng một triết lý kinh doanh cũng như triết lý sống thế nào. Bạn cũng sẽ hiểu ra thành công chưa hẳn đã tốt, mà thất bại không là kết thúc, bởi cả hai đều là thử thách và cũng là quà tặng của ông trời ban cho ta. Bạn sẽ hiểu rằng sống với trái tim trong sáng, lương thiện, có cách nghĩ chân chính, đúng đắn, bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi được cống hiến trong công việc, tìm được lẽ sống trong đời. Đương nhiên, để có được cách nghĩ lý tưởng như tác giả nói không phải là chuyện dễ dàng. Nếu dễ, hẳn tác giả đã không dành ra mấy trăm trang sách để nhắc đi nhắc lại. Nào phải nỗ lực không thua bất kỳ ai, nào phải dám đặt ra mục tiêu cao, phải đòi hỏi sự hoàn hảo, phải biết ơn, biết đủ, biết nhìn lại mình, biết cống hiến và hòa hợp, vân vân. Nghĩ thiện của tác giả sẽ đem đến cho bạn đọc một nguồn năng lượng tích cực, đầy sức lan tỏa. Nghĩ thiện sẽ khiến bạn thấy, nghĩ và sống tử tế hoàn toàn có thể bắt đầu bằng những việc nhỏ hàng ngày, bằng một lời cảm ơn với nụ cười thân thiện, bằng lời xin lỗi từ trái tim chân thành, bằng một việc làm nho nhỏ vì một ai đó đang cần bạn giúp một tay, vân vân. Bởi vì cho đi là nhận lại, bạn sẽ nhận được những lời cảm ơn, xin lỗi, những nụ cười, sự giúp đỡ nhiều hơn những gì mình đã từng làm. Và từ những việc nhỏ bé của từng cá nhân, xã hội quanh ta sẽ dần đẹp hơn, phát triển văn minh hơn. Đương nhiên, người hưởng thụ cũng là chính chúng ta. Vậy chẳng phải cách nghĩ của từng cá nhân quyết định môi trường sống của cá nhân đó sao? Nếu chưa từng đọc tác phẩm nào của Inamori Kazuo, bạn còn chần chừ gì mà chưa bắt đầu đọc và thử suy ngẫm những lời khuyên thấm thía của một doanh nhân tầm cỡ thế giới, đồng thời cũng là một nhà sư đang truyền đạt tư tưởng làm người chân chính. Nếu đã từng đọc qua các tác phẩm của ông, tôi tin bạn sẽ vẫn cầm quyển sách này lên, mỉm cười, tự nhủ. Lời hay ý đẹp của ông không bao giờ cũ và tiếp tục tâm đắc với những câu chuyện rất thật, rất đời và rất đáng học hỏi của chính ông. Nhà xuất bản Trẻ. Chương mở đầu: Chiếc la bàn đem lại một cuộc đời tuyệt vời. Chìa khóa duy nhất mở ra cho ta cuộc đời hạnh phúc. Lâu nay tôi đã sống một cuộc đời vội vã vì công việc, chạy theo công việc. Nhưng khi nhìn lại cuộc đời ấy, tận đáy lòng tôi nghĩ không ai hạnh phúc bằng mình. Một Ryocera mở đầu từ một công xưởng nhỏ với 28 nhân viên vào năm 1959, hay một Daini Denden, hiện nay là KDDI, được thành lập năm 1984 khi ngành điện khí, viễn thông được tự do hóa. Cả hai đều trưởng thành, phát triển thuận lợi. Cả nhiệm vụ hồi sinh hãng hàng không Nhật Bản JAL, những tưởng đã cáo chung cũng được hoàn thành. Đương nhiên, chắc chắn trong quá trình đó đã có rất nhiều khó khăn, nhưng bây giờ nhìn lại, những khó khăn đó vẫn khiến tôi nghĩ, đời mình sao hạnh phúc quá. Tôi cho rằng, đó là nhờ tôi vẫn ý thức mạnh mẽ và không ngừng làm những điều đúng đắn, một cách đúng đắn với tư cách con người.
cho đến tận bây giờ, dù rơi vào bất kỳ cảnh ngộ nào. Tôi cho rằng chúng ta có thể xây dựng cuộc đời mình tuyệt vời hay phá hoại nó là tùy vào sự lựa chọn cách nghĩ như thế nào. Ở đời ai cũng gặp qua những trở ngại không ngờ đến. Khi đối diện với những khó khăn đó, ta phải hướng về đâu để tiến lên? Tất cả quyết định của chúng ta đều đến từ cách nghĩ của bản thân. Từng quyết định đó được tích lũy và thể hiện thành kết quả của cuộc đời ta. Nếu vậy, thường ngày, nếu quyết định dựa trên cách nghĩ dẫn ta đi theo chiều hướng đúng đắn, chúng ta sẽ không phải lạc lối dù cục diện có thế nào đi nữa. Chắc chắn ta sẽ có được những ứng xử đúng đắn và kết quả cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Ngược lại, một người chỉ có tiêu chuẩn được quyết định bởi cách nghĩ dẫn bản thân đến chiều hướng xấu, như thái độ chỉ cần tốt cho bản thân mình là được, chỉ biết ích lợi của riêng mình, thì thường xuyên bị chi phối bởi một trái tim luôn dao động. Con người là một sinh vật yếu đuối, chịu thua hoàn cảnh, đầu hàng trước lòng tham của bản thân, tâm hồn xáo động, thậm chí bình thản dẫm lên đường đi của người khác, v.v. đều có thật. Chính vì vậy, có được cách nghĩ đúng đắn làm tiêu chuẩn phán đoán hành xử khi lạc lối là điều vô cùng quan trọng. Cách nghĩ dẫn ta theo chiều hướng đúng đắn thực sự là ánh sáng soi rọi bóng tối. Ánh sáng đó trở thành chiếc la bàn chỉ lối cho ta hướng đến một cuộc đời rực rỡ khi đi trên đường đời. Nhận ra tầm quan trọng của cách nghĩ và lòng nhiệt tình. Cách nghĩ đúng đắn với tư cách một con người sẽ ảnh hưởng to lớn đến cuộc đời chúng ta như thế nào? Để lý giải điều đó, trước tiên tôi muốn nói về công thức thể hiện cuộc đời và kết quả công việc. Hàng ngày, tôi đã nỗ lực hết mình trong công việc trong nhiều năm nay để có thể tối đa hóa chỉ số của công thức này. Và tôi nghĩ mình chỉ có thể dùng công thức này để giải thích về cuộc đời mình, về sự phát triển của Kyocera và KDDI và về sự hồi sinh của JAL. Công thức cuộc đời mà tôi nghĩ là cuộc đời chia cho kết quả công việc bằng cách nghĩ nhân lòng nhiệt tình nhân năng lực. Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Lúc trẻ, tôi từng thi rớt đại học và cả kỳ thi tìm việc. Một người trải qua nhiều kinh nghiệm thất bại và chỉ có năng lực ở mức trung bình như bao người thì làm sao để có thể đạt được thành tựu hơn bao người? Kết quả của việc suy nghĩ về điều đó là công thức này. Công thức này được cấu thành bởi ba yếu tố: năng lực, lòng nhiệt tình, cách nghĩ. Năng lực không chỉ là trí thông minh mà bao gồm cả năng lực thể chất như thần kinh vận động phát triển, thể chất khỏe mạnh nên hầu hết đều là yếu tố bẩm sinh. Nếu thể hiện năng lực này bằng điểm số thì có sự khác biệt giữa các cá nhân nên ta có thể lấy thang điểm từ 0 đến 100 điểm. Nếu một người hoàn toàn không chịu học hành gì, lại chẳng có năng lực vận động, không có điểm nào, thì một người có thần kinh vận động phát triển, sức khỏe tốt, thành tích học tập xuất sắc sẽ có 100 điểm. Lòng nhiệt tình là yếu tố ảnh hưởng đến yếu tố năng lực này. Có thể đổi cách nói lòng nhiệt tình là nỗ lực, nhưng điều này cũng tùy vào sự khác biệt của từng người mà có điểm từ 0 đến 100. Nếu người luôn nhiệt tình với cuộc đời và công việc, nỗ lực hết sức mình được 100 điểm thì người chẳng có tinh thần làm việc, không nỗ lực cũng chẳng có chí phấn đấu sẽ là 0 điểm. Lòng nhiệt tình này khác với năng lực là nó có thể được quyết định bởi ý chí của bản thân. Vì vậy, trước tiên tôi đã nghĩ mình phải nỗ lực không thua bất kỳ người nào. Tôi đã cố gắng có được lòng nhiệt tình không thua ai, dù có thể năng lực không xuất sắc gì mấy. Tôi cho rằng so với một người thông minh nhưng không chịu nỗ lực thì một người biết nhận ra mình không có năng lực và nỗ lực nhưng nhiệt tình hơn bất kỳ ai chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt đẹp hơn hẳn. Cuối cùng là yếu tố cách nghĩ. Cách nghĩ vừa có nghĩa tư tưởng triết học, vừa có thể nói là triết lý, tín niệm của một người cũng không sai. Ngoài ra cũng có thể nói đó là nhân sinh quan, tính nhân văn cũng được, hay có thể là thái độ sống với tư cách một con người. Cách nghĩ là cách gọi tổng hợp cho các yếu tố đó. Chính cách nghĩ này là yếu tố quan trọng nhất, quyết định to lớn đến kết quả của công thức. Bởi vì nếu năng lực, lòng nhiệt tình có thang điểm từ 0 đến 100, thì cách nghĩ có biên độ dao động rộng từ cách nghĩ xấu là âm 100 điểm cho đến cách nghĩ tốt là 100 điểm. Không cần nói cũng chắc chắn rằng năng lực và lòng nhiệt tình càng cao càng tốt. Thế nhưng,
hơn hết là cách nghĩ của bản thân là tích cực, dương hay tiêu cực, âm. Hơn thế nữa, chỉ số đó cao hay thấp sẽ là điểm quyết định cuộc đời và kết quả công việc của bạn. Quay lại xuất phát điểm, tư thế phải có của một con người. Bởi vì cho dù có tài năng như thế nào đi nữa, có nhiệt tình trong công việc bao nhiêu đi nữa, tức điểm năng lực và lòng nhiệt tình cao bao nhiêu đi nữa, mà cách nghĩ sai lầm thì kết quả không thể nào tốt đẹp. Ví dụ, đổ thừa lý do thất bại cho người khác, ngụy biện, buông lời bất mãn, ghen tị với người, hận đời, phủ định cách sống đúng đắn, vân vân. Nếu có những cách nghĩ như thế thì hậu quả sẽ xấu. Và khi đó, cho dù có năng lực xuất sắc, lòng nhiệt tình mạnh mẽ cũng không thể nào bù đắp được. Ngược lại, nếu có cách nghĩ tích cực, như cho dù gặp phải những khó khăn vô ngần, vẫn sẵn sàng đối mặt, tin rằng đến một lúc nào đó, tương lai tươi sáng sẽ đến với mình, sống cuộc đời lạc quan, tinh thần vui tươi, nỗ lực hết sức mình, thì cho dù năng lực có yếu kém một chút đi nữa, vẫn có được kết quả tuyệt vời. Điều thú vị là việc năng lực bẩm sinh cao hay thấp không liên quan gì đến sự thành công trên đường đời đầy những biến cố. Dù không có năng lực gì mấy, nhưng nếu không ca thán, không căm hận, không tức giận, không ganh ghét, không sân si, mà ngày đêm nỗ lực, không thua ai, thì ta vẫn có thể có được một cuộc đời tuyệt vời. Như tôi đã nói, việc này nhất định không chỉ đúng với hạnh phúc của từng cá nhân, việc dẫn đến hạnh phúc của một tập thể gọi là công ty cũng tương tự. Tôi nghĩ công cuộc tái kiến thiết hãng hàng không Nhật Bản JAL trong khoảng 3 năm từ tháng 2 năm 2010 là một minh chứng rõ rệt cho công thức cuộc đời của tôi. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, tôi đã nghĩ phải truyền đạt lại cách nghĩ mà tôi đã thực hiện trong quản trị Kyocera và KDDI để tất cả nhân viên thay đổi ý thức. Tất cả phải tiến hành cải cách ý thức. Làm như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến sự năng động của tổ chức. Ngoài ra tôi còn nghĩ bằng cách tiến hành cải cách ý thức trong nhân viên, không chỉ hoàn thành việc hồi sinh JAL mà còn giúp JAL trở thành một doanh nghiệp tuyệt vời đại diện Nhật Bản về tầm cao ý thức của nhân viên, tức cấp độ đạo đức con người. Và trước hết tôi đã tập hợp dàn lãnh đạo cố gắng thực hiện triệt để việc giáo dục cấp quản lý để hướng đến cải cách ý thức. Cùng với cách quản trị cụ thể mà tôi đã tìm ra từ những kinh nghiệm kinh doanh thực tiễn hơn nửa thế kỷ, tôi đã để họ tập trung học về tiêu chuẩn phán đoán, điều gì là đúng đắn với tư cách con người, và tư chất phải có ở người lãnh đạo. Thế nhưng khi tôi nói về, không phải là những quyết định mang tính ích kỷ, có lợi cho mình, mà phải quyết định bằng trái tim vì người khác, nỗ lực hết sức mình một cách nghiêm túc trong mọi hành động, v.v., thì một số nhân viên, cán bộ có học vấn cao đã tỏ vẻ ngán ngẩm. Mặt họ hiện lên những suy nghĩ kiểu như mấy chuyện đó không cần nói cũng biết, cứ như nói chuyện đạo đức với con nít. Vì JAL có một lịch sử lâu đời kiêu hãnh với tư cách hãng hàng không đại diện Nhật Bản, nên sự ngạo mạn dần dần xâm chiếm tâm hồn những người lãnh đạo mà họ hoàn toàn không hay biết. Vì vậy, tôi đã nghiêm khắc trách họ về thái độ cao ngạo không khiêm tốn đó. Người lãnh đạo cần có sự khiêm nhường, các anh phải biết nhìn nhận và phản tỉnh rằng để ra sự thể như thế này là trách nhiệm của bản thân. Thời gian đầu tôi đã nỗ lực cải cách ý thức của dàn lãnh đạo như thế, và có lẽ thái độ, tư thế của một ông già không có động cơ cá nhân, cũng chẳng nhận lương, cứ rà rả rao giảng về tư thế phải có của một con người từ sáng đến tối đã làm mềm lòng họ. Dần dần xuất hiện những người bị thuyết phục bởi cách nghĩ mà tôi thuyết giảng, và rồi làn sóng đó lan rộng trong những người lãnh đạo. Tiếp theo, cho rằng cách nghĩ như vậy phải được thẩm thấu không chỉ trong dàn lãnh đạo mà phải được thẩm thấu trong đội ngũ nhân viên là những người tiếp xúc với khách hàng đầu tiên, tôi bắt đầu đi đến nơi làm việc của mọi người. Tôi đã đi đến nơi làm việc của những người lao động, người làm ở quầy thủ tục, tiếp viên, cơ trưởng, cơ phó, chuyên viên kỹ thuật, vận chuyển hành lý trực tiếp, vân vân. Để nói về việc phải có cách nghĩ thế nào, phải làm việc ra sao với họ, và rồi tiêu chuẩn phán đoán điều gì là đúng đắn với tư cách con người càng thẩm thấu trong nhân viên thì những hành động ứng xử của họ càng thay đổi, trở nên tuyệt vời như thể bị nhìn nhầm. Bằng việc cải cách ý thức như vậy, cùng với cách nghĩ của tất cả nhân viên trở nên tốt đẹp hơn, thì thành tích kinh doanh của công ty cũng được nâng cao. Cách nghĩ tốt và cách nghĩ xấu. Tôi thường nói, đừng để bị tài năng chi phối,
Người có tài thường hãnh diện về tài năng của mình và trở nên kiêu ngạo. Điều đó có thể thấy rõ qua trường hợp của J.A.L. tôi đã đề cập ở trên. Nằm trong thể chế mà người lãnh đạo là nhà nước, J.A.L. lúc trước từng được một nhóm lãnh đạo quan liêu dẫn dắt theo tư duy của mình. Nhóm lãnh đạo này toàn những người có năng lực cao, người có ý thức tinh hoa cực kỳ cao. Trình độ học vấn cũng cao, tác phong cư xử trông cũng rất lịch sự, lễ nghĩa, nhưng thật ra tâm thế rất vô lễ, không hề quan tâm đến tầm quan trọng của sự nỗ lực cũng như cách nghĩ đúng đắn. Người có tài năng như vậy lại nắm quyền lực to lớn trong tay, trở thành trung tâm trong doanh nghiệp. Thế rồi, toàn thể, tổ chức thờ ơ, quên lãng việc quan trọng với tư cách con người. Một tổ chức như vậy thì làm sao xem trọng khách hàng được? Do đó, JAL đã phá sản với số nợ khổng lồ là 2.300 tỷ yên. Như người ta nói, thứ sử dụng tài năng là trái tim, cách nghĩ phải điều khiển năng lực của bản thân. Người đánh mất trái tim, chỉ có năng lực thôi thì chắc chắn sẽ thất bại, như câu nói, chết vì tài. Việc có cách nghĩ đúng đắn, tức tích cực và nỗ lực nâng cao tâm hồn thực sự vô cùng quan trọng. Vậy thì cách nghĩ tích cực và cách nghĩ tiêu cực mà tôi đưa ra là gì? Nói đơn giản, cách nghĩ tích cực được thể hiện bằng các từ như chính nghĩa, công chính, công bằng, nỗ lực, khiêm tốn, chính trực, bác ái, v.v. Tất cả đều là những khái niệm phổ biến ở bất kỳ đâu trên thế giới. Và ngược lại, tôi cho rằng cách nghĩ tiêu cực là đối lập với cách nghĩ tích cực. Nếu so sánh liệt kê thì có thể trình bày như sau. Cách nghĩ tích cực: luôn nghĩ về tương lai tươi sáng, kiên định, có tính xây dựng, có tính hòa hợp, muốn làm việc cùng mọi người. Là người nghiêm túc, chính trực, khiêm nhường và luôn nỗ lực. Không ích kỷ, biết đủ và luôn có lòng biết ơn. Tràn đầy tính lương thiện, ân cần, tử tế. Cách nghĩ tiêu cực: luôn nhìn lại phía sau, có tính phủ định, không hợp tác. U tối, đầy sự ác ý, chơi xấu, muốn triệt hạ người khác. Không nghiêm túc, nói dối, ngạo mạn và lười biếng. Ích kỷ, tham lam, chỉ biết bất bình, bất mãn, che giấu cái xấu của mình, căm ghét người khác, ghen tị với người khác. Như vậy, trong cách nghĩ có cách nghĩ tích cực và cách nghĩ tiêu cực. Nếu muốn cuộc đời mình rạng rỡ, phải hành động ứng xử dựa trên cách nghĩ tích cực trước mọi vấn đề phải đối diện trong đời, dù đó là may mắn hay tai họa. Thế nhưng dù chỉ có vậy, nhưng con người có khuynh hướng dễ dàng đánh mất quy tắc sắt đá này của cuộc đời khi bất ngờ đối diện với những cơ hội như thế. Hãy gặp phải những khó khăn, khổ nạn có thể xem như là tai họa, con người đầu hàng những khó khăn đó ngay, quay sang hận đời, ghét người, tha thán, kể khổ, nói lời bất mãn, bất bình. Chúng ta chứng kiến vô số người khiến cuộc đời mình trở nên tăm tối hơn vì những cách nghĩ tiêu cực đó. Mặt khác, họ xem như là chuyện đương nhiên khi may mắn gặp hạnh vận mà cả người khác cũng phải ghen tị, hay khi đang say sưa trên đỉnh cao danh vọng, thế rồi lòng tham được khuếch đại, sự khiêm tốn bị lãng quên, họ trở nên hống hách, kiêu ngạo. Họ làm phiền người xung quanh nhưng hoàn toàn không nhận thấy điều đó, cứ tiếp tục hành động một cách ích kỷ. Kết quả là dù đã may mắn gặp được hạnh vận, nhưng họ vẫn dần lụng bại. Những người trẻ đang chuẩn bị mở ra con đường của mình trong tương lai nhất định không được đi vào vết xe đổ đó. Dù có may mắn hay xui xẻo gặp tai họa, hãy luôn nuôi dưỡng và thực hiện cách nghĩ tích cực. Nếu nói quy tắc bất di bất dịch của cuộc đời là hết lòng cho cách nghĩ tích cực thì cũng đúng. Hãy trở thành người đáng ngưỡng mộ. Trong quyển sách này, tôi sẽ trình bày và minh họa bằng những trải nghiệm của bản thân về việc để sống một cuộc đời tuyệt vời, cần phải có cách nghĩ đúng đắn, trong sạch, mạnh mẽ, trong sáng. 9 chương sách bao gồm các chủ đề độc lập là: phải có chí lớn, phải luôn nhìn về tương lai, không tiếc công nỗ lực, phải thành thật, phải tập trung sáng tạo, không gục ngã trước thất bại, trái tim phải trong sáng, phải khiêm tốn, phải hành động vì đời, vì người. Tuy nhiên, phần bản chất, cuộc đời được hình thành bởi cách nghĩ thì được kết nối chặt chẽ với nhau, thống nhất và thể hiện rõ cách làm người đem lại hạnh phúc cho cuộc đời. Nếu mong muốn một cuộc đời rạng ngời, tràn đầy ý nghĩa, sống cho đời người duy nhất của mình, chúng ta phải nỗ lực mài dũa cách nghĩ của bản thân sao cho thật hoàn mỹ, cao quý. Nghĩa là phải nỗ lực trở thành người hoàn mỹ với ý nghĩa ưu việt trong toàn bộ nhân cách. Người hoàn mỹ
theo tôi là người có tư thế đỉnh đạt của người làm những điều đúng đắn với tư cách con người, với gốc rễ là những suy nghĩ lương thiện, là người có tính cách khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Phải rồi, người ấy rất tuyệt vời. Chưa hết, không đơn thuần là đầy năng lực, mà còn là người tự nhiên được mọi người mong ước, muốn được đi trên đường đời cùng người đó, muốn cùng làm việc với người đó. Có người ấy thật là may. Thế nhưng nói thì dễ, làm thì khó, thực hiện luôn không đơn giản. Chúng ta phải luôn nỗ lực để có thể tiến bộ từng chút một mỗi ngày, với một ý nguyện mạnh mẽ và sự phản tỉnh liên tục. Quan trọng là phải luôn nghĩ mình muốn như vậy. Nếu không ngừng nỗ lực hết sức mình để nghĩ rằng mình muốn như vậy, thì chắc chắn con người sẽ trưởng thành. Vốn dĩ không có ai mới sinh ra đã có được nhân cách đáng ngưỡng mộ. Con người sống cuộc đời của mình, từ đó tích lũy ý chí của bản thân và có được nhân cách và cách nghĩ cao quý bằng sự nỗ lực. Tôi vô cùng mong mỏi quyển sách này sẽ giúp ích cho các bạn ít nhiều khi đang cố gắng mài dũa bản thân để sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Chương 1: Phải có chí lớn. Vẽ một ước mơ cao quý, tuyệt vời và theo đuổi nó. Tươi sáng. Cuộc đời là một chuỗi đầy ắp những hy vọng tuyệt vời. Chỉ cần ta luôn giữ cách nghĩ tươi sáng, lãng mạn, không quên vẽ nên ước mơ, thì cánh cửa tương lai sẽ mở ra. Hãy là người lãng mạn, khôn cùng trước tương lai. Khoảng thời gian mới sáng lập Kyocera, tôi đã tự gọi mình là người đàn ông mơ mộng và thường nói với nhân viên về ước mơ của mình. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không quên theo đuổi ước mơ và nghĩ về nó như một thanh niên tuổi đôi mươi. Nhớ lại, tôi bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của việc vẽ nên một ước mơ tươi sáng là khoảng thời gian lớp 10. Đất nước lúc đó chỉ vừa trải qua chiến bại được 3 năm. Chú thích: Nhật Hoàng Hirohito đã đọc diễn văn trên đài phát thanh vào ngày 15 tháng 8 năm 1945, tuyên bố Nhật Bản đầu hàng đồng minh. Hết chú thích. Thành phố Kagoshima, nơi tôi sống, vẫn còn là một vùng đất nham nhở hoang tàn. Ngôi trường phổ thông trung học lúc ấy là một căn nhà cũ kỹ như một túp lều tạm bợ. Nhưng vì trường nằm gần bờ biển, nên từ cửa trường chúng tôi thường thấy rõ Sakurajima phun trào ngay trước mắt. Chú thích: Sakurajima, dịch ra là đảo hoa anh đào, là một núi lửa còn hoạt động thuộc tỉnh Kagoshima. Hết chú thích. Giáo viên môn ngữ văn năm ấy là một người vô cùng lãng mạn. Bình thường thầy hay giảng về những tiểu thuyết của các tác giả nổi tiếng. Có lần thầy nói, thầy yêu thương mỗi ngày. Vừa nghĩ bụng, chẳng hiểu thầy nói gì, tôi vừa nghe tiếp. Thầy luôn ngắm đảo Sakurajima trên đường đạp xe đến trường. Thầy yêu hòn đảo ấy mỗi ngày. Dáng hòn đảo hùng vĩ, với những cuộn khói cuồn cuộn bốc lên trời cao, thầy ngưỡng mộ lòng nhiệt thành sục sôi trong đó. Sau chiến tranh, ai cũng nghèo đến mức không có cái ăn, vậy mà thầy vẫn vẽ một bức tranh ước mơ tuyệt mỹ và trao cho những đứa học trò chúng tôi niềm hy vọng. Nhờ sự ảnh hưởng đó mà tôi đã trải qua những ngày tháng khốn khó bằng cách vẽ cho mình một ước mơ tràn đầy hy vọng và vui tươi. Đương nhiên, hiện thực không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Những năm cuối tiểu học, tôi bị ho lao, suýt chết. Hai lần thi trung học, hệ thống cũ, đều rớt. Thi vào đại học, lần đầu cũng thất bại. Sau khi tốt nghiệp đại học, cũng không tìm được việc ở công ty như mong muốn. Thật sự, tôi đã trải qua một thời thanh xuân đầy trắc trở. Thế nhưng, tôi có được một cuộc đời trọn vẹn như ngày nay, chính là nhờ những lời dạy của thầy ngữ văn lúc ấy. Vốn dĩ cuộc đời là một chuỗi tràn đầy những hy vọng tuyệt vời. Chỉ cần luôn có được cách nghĩ tươi vui, lãng mạn, không quên vẽ nên ước mơ, thì cánh cửa tương lai sẽ mở ra. Dù trải qua thời thanh xuân không êm ả, tôi vẫn không quên mơ và ôm ấp niềm hy vọng. Tôi tin rằng có được tôi ngày nay là do tôi đã nỗ lực mơ, hy vọng và có cách nghĩ lạc quan. Tôi luôn nói, dù trong tình trạng khó khăn thế nào đi chăng nữa, nhất định không được bi quan về cuộc đời của chính mình và tương lai của công ty. Bây giờ, đang trong tình trạng khổ sở, khó khăn, nhưng phải tin rằng cuộc đời từ nay sắp đến, chắc chắn sẽ trở nên tươi sáng. Công ty chắc chắn sẽ phát triển trong tương lai,
bạn phải nghĩ lạc quan như vậy. Nhất định không được nói những lời bất mãn, bất bình, ôm vào người những tâm trạng u tối, buồn bã, hay căm ghét người khác, hận thù, bực tức. Những cách nghĩ tiêu cực như vậy sẽ khiến đời bạn u ám. Người đi con đường đời hạnh phúc chắc chắn có cách nghĩ tươi vui. Đối với người khác, có thể là những tai ương, khó khăn, nhưng với những người này, họ nhìn nhận mặt tích cực để chuyển hóa khó khăn thành cơ hội, giúp bản thân trưởng thành và biết ơn cơ hội đó. Bằng cách nghĩ tích cực như vậy, đời họ cũng thay đổi tích cực trong thực tế. Tất cả những hiện tượng ở đời đều do tâm hồn, cách nghĩ của bản thân tạo ra. Tùy vào tâm hồn, tức cách nghĩ của ta mà kết quả cuộc đời, công việc có thể thay đổi 180 độ. Thật sự rất đơn giản, nhưng việc hy vọng vào tương lai, luôn hành động tích cực, vui vẻ là điều kiện đầu tiên để công việc và cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn. Nguyện vọng, vững lòng tin vào khả năng của chính mình, chỉ nghĩ đến việc thực hiện, kiên trì nỗ lực thì dù có khó khăn thế nào, ước mơ chắc chắn thành hiện thực. Bằng cách tin rằng mình làm được, cuộc đời sẽ nở hoa. Trước tiên cần phải có nguyện vọng, ta muốn đi trên con đường đời thế này, tương lai mình muốn trở thành người như vậy, mình muốn làm cho công ty phát triển như thế này. Không khuất phục trước mọi khó khăn, một lòng một dạ hướng đến những mục tiêu đó để hoàn thành. Suy nghĩ mạnh mẽ như vậy là khởi nguồn của thành công. Chỉ cần vững tin vào khả năng của mình, chỉ nghĩ đến việc thực hiện ước mơ và liên tục nỗ lực, thì dù khó khăn thế nào đi nữa, nguyện vọng của bạn chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Suy nghĩ của con người ẩn chứa một sức mạnh đáng kinh ngạc, vượt qua sức tưởng tượng của chính chúng ta. Suy nghĩ mạnh mẽ mà tôi muốn nói ở đây là nguyện vọng thẩm thấu trong ý thức tiềm ẩn của chúng ta. Mong các bạn có suy nghĩ mạnh mẽ được nâng cao đến tầm nguyện vọng mãnh liệt. Để nguyện vọng thẩm thấu trong ý thức tiềm ẩn, khi đi ngủ và cả lúc thức dậy, cần phải lặp đi lặp lại suy nghĩ nguyện vọng đó. Tức thường xuyên chỉ nghĩ đến nguyện vọng bằng một tình cảm mãnh liệt tha thiết. Có như vậy, ý thức tiềm ẩn sẽ hoạt động liên tục ngay cả lúc ta ngủ, giúp bản thân ta hướng về con đường thực hiện nguyện vọng đó. Nhà tư tưởng Tempu Nakamura, người nói về tư tưởng tích cực, đã khẳng định về việc nghĩ liên tục như thế này: việc hoàn thành kế hoạch mới nằm ở một tấm lòng bất di bất dịch. Hãy chỉ một lòng nghĩ mạnh mẽ, cao cả và xuyên suốt. Chú thích: Tempu Nakamura, sinh năm 1876, mất năm 1968, tên thật là Saburo Nakamura, là nhà tư tưởng thực hành yoga Nhật Bản và sáng lập hội Tempu, truyền bá tâm thân thống nhất pháp, tức là Shinshin Toisuho Hau. Tâm thân thống nhất pháp lý luận: nếu có tâm hồn tích cực, cơ thể khỏe mạnh thì sẽ có được cuộc đời hạnh phúc. Hết chú thích. Trong quá khứ, tôi đã từng lấy những lời này làm câu khẩu hiệu kinh doanh của Kyocera, và đây cũng là câu khẩu hiệu được dán ở nơi làm việc khi hướng đến cải cách ý thức của từng nhân viên trong công cuộc cải tổ JAL. Việc hoàn thành một kế hoạch mới nằm ở một tấm lòng bất di bất dịch, nghĩa là dù có rơi vào hoàn cảnh khó khăn ra sao đi nữa, quan trọng là phải nhất tâm bất loạn, một lòng không đổi, không nao núng. Và hơn thế nữa, việc phải vững vàng một lòng, không để bị dao động, được Nakamura diễn tả bằng cụm từ một lòng nghĩ mạnh mẽ, cao cả và xuyên suốt. Ông còn nói tiếp: nào, giả sử trên đường đời có bị ném vào dòng chảy đen ngòm của số phận nghiệt ngã đi nữa, hay có trở thành tù nhân của bất hạnh, bệnh tật đi nữa, đừng đắn đo với ước mơ, đừng sợ hãi. Điều ông nói có nghĩa là, dù trên đường đời có bị số phận trêu ngươi, bất hạnh có giáng xuống đầu, hãy cứ tiếp tục một lòng nghĩ đến thành công, không được để lòng mình rơi vào những băn khoăn, trăn trở, khổ sở và cả sợ hãi. Nhiều người muốn thế này nhưng ngay lập tức có khuynh hướng suy nghĩ tiêu cực, nhưng có nhiều khó khăn quá, vân vân. Tức nếu trong suy nghĩ muốn thế này có những từ mập mờ như nhưng mà, chưa chắc, vân vân, thì sức mạnh suy nghĩ trở thành con số 0, vứt bỏ tất cả những nghi ngờ, tạp niệm, để một lòng hướng về suy nghĩ mạnh mẽ, biến ước mơ thành hiện thực mới là điều quan trọng. Và như thế, bằng cách tiếp tục suy nghĩ mạnh mẽ, nỗ lực để thực hiện điều đó,
cũng tự nhiên xuất hiện. Khi sáng lập Kyocera, tôi chỉ có trong tay 3 triệu yên, 28 nhân viên. Kyocera lúc ấy chỉ là một doanh nghiệp bé xíu, có thể sụp đổ bởi bất kỳ biến động nào, dù nhỏ, của nền kinh tế và thị trường. Nhưng tôi, trong tình trạng không vốn liếng, cũng chẳng rõ ngày mai ra sao, vẫn luôn nói với nhân viên về ước mơ to lớn, hãy trở thành số 1 Nhật Bản, đứng đầu thế giới nào. Đúng là viển vông như hái sao trên trời, nhưng tôi cứ liên tục thuyết phục nhân viên như thế trong mọi việc. Thời ấy chỉ Kyoto thôi thì số doanh nghiệp lớn mà Kyocera chẳng thể nào vượt qua cũng đã đếm không xuể. Nên có lúc tôi bị quở, một doanh nghiệp cỏn con không tới 100 nhân viên mà đòi thành số 1 thế giới, thiệt biết giỡn chơi. Dù vậy tôi vẫn tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình một cách nghiêm túc. Thế rồi tận lòng mình, nhân viên trở nên tin tưởng vào ước mơ tôi vẽ nên, cùng hiệp sức, đêm cũng như ngày, cứ nỗ lực hết mình để hướng tới mục tiêu đó. Hiện nay Kyocera trở thành số 1 thế giới trong lĩnh vực gốm kỹ thuật, doanh thu phát triển lên đến quy mô 1,5 tỷ tỷ yên, số 1 Nhật Bản, số 1 thế giới. Bằng cách không ngừng suy nghĩ, nói về điều đó đã dẫn dắt công ty biến ước mơ của công ty thành hiện thực. Lòng tin. Để theo đuổi ước mơ khi không biết được tương lai, cần có ánh sáng soi rọi bóng tối. Chính nhờ có ánh sáng gọi là lòng tin mà chúng ta có thể bước tiếp con đường, có thể đi đến bên thành công. Lòng tin mạnh mẽ, xuyên suốt sẽ thúc đẩy lòng dũng cảm. Trong giới kinh doanh, khi bạn định làm điều gì đó mang tính thử thách sáng tạo, độc đáo, chắc chắn có rất nhiều trở ngại xuất hiện. Nhưng những người làm được những công việc tuyệt vời chưa từng có là những người gầy dựng được lòng can đảm cho chính mình và khuất phục được những trở ngại đó bằng lòng tin bất biến. Làm việc trong lĩnh vực mang tính sáng tạo như thể mò mẫm trong màn đêm, trong hoàn cảnh không thể nhìn thấy phía trước là gì đó. Để tiếp tục theo đuổi mục tiêu, cần có ánh sáng soi rọi bóng tối. Lòng tin là thứ ánh sáng đó. Càng ở trong thế giới sáng tạo, càng phải có lòng tin vững chắc trong lòng. Chính nhờ có ánh sáng gọi là lòng tin, ta mới có thể kiên trì trên con đường sáng tạo để đi đến thành công. Vậy, lòng tin vững chắc là gì? Đó là suy nghĩ tốt đẹp rằng làm điều tốt cho người. Tôi muốn kể cho các bạn nghe về điều này từ kinh nghiệm của Daini Denden, hiện nay là KDDI. Năm 1984, Nhật Bản đón chào cơ hội to lớn là tự do hóa điện khí viễn thông. Công ty nhà nước Denden Kosha được vận hành như một công ty quốc doanh được tư nhân hóa. Cùng với việc Denden Kosha trở thành NTT, thì nhà nước cũng công nhận việc tư nhân tham gia vào ngành viễn thông. Lúc ấy, đông đảo người dân trong nước cho rằng mức phí điện thoại đường dài trong nước quá cao. Tôi cũng suy nghĩ nhiều khi thấy mức cước viễn thông của Nhật Bản quá cao so với thế giới, khiến người dân chịu nhiều thiệt thòi, thậm chí cản trở sự phát triển xã hội thông tin của Nhật Bản. Trong bối cảnh đó, khi tư nhân được phép tham gia vào ngành viễn thông, lúc đầu tôi đã nghĩ một liên đoàn kinh tế với trung tâm là các tổ chức hiệp hội của các doanh nghiệp lớn sẽ tham gia. Thế nhưng, vì cho rằng không thể cạnh tranh với một NTT đang nắm giữ nền tảng cơ sở vật chất khổng lồ với các đường dây điện thoại khắp cả nước, kể từ thời Minh Trị, với mức doanh thu đáng tự hào thời bấy giờ lên đến 4 tỷ tỷ yên, nên ai cũng khoanh tay đứng nhìn, không dám tham chiến. Trong lúc đó, giả sử các doanh nghiệp lớn có bắt tay nhau thử sức đi nữa, cũng chỉ khiến NTT và Shindenden bắt tay nhau ở mức độ hạ giá chút đỉnh mà thôi. Tôi nghĩ trong khi người dân trong nước đang mong chờ phí điện thoại giá rẻ, nhưng chỉ vì sự phân chia quyền lợi mà trong ngành không có sự cạnh tranh đúng nghĩa, tôi bắt đầu cho rằng mình phải tham gia cạnh tranh viễn thông đường dài để người dân có giá cước viễn thông rẻ hơn. Việc một kẻ mù tịt về ngành viễn thông như tôi lại bước chân vào đó quả là chuyện không tưởng. Nhưng dù vậy đi nữa, điều đó cũng xuất phát từ một suy nghĩ muốn giảm giá cước viễn thông vì người dân. Xuất phát từ suy nghĩ mãnh liệt của một chàng thanh niên đang hừng hực nhiệt huyết chính nghĩa, cho rằng cần can đảm thách thức NTT. Thế nhưng tôi không đưa ra quyết định tham gia ngay, tôi đã tự vấn, tự đáp nhiều lần. Liệu ý định tham gia kinh doanh viễn thông có thực sự xuất phát từ động cơ trong sáng, vì người dân, muốn làm cho giá cước điện thoại rẻ hơn hay không? Trong suy nghĩ đó không có suy nghĩ ích kỷ, muốn kiếm chác lợi lộc, muốn cho người đời thấy mình giỏi giang,
hay muốn chơi nổi vì cái tôi chứ. Hàng đêm, dù có muộn cách mấy, trước khi đi ngủ, tôi đều tự hỏi mình như thế, dồn hết tâm trí vào những từ động cơ trong sáng, không có tư tâm. Tôi tin rằng khi tạo dựng sự nghiệp nào đó, nếu động cơ là thiện, tức xuất phát từ một trái tim bác ái, kết quả chắc chắn sẽ tốt đẹp. Ngược lại, nếu động cơ không trong sáng, nhất định công việc sẽ không suôn sẻ. Tôi tự vấn, hỏi đi hỏi lại mình khoảng nửa năm, cuối cùng tôi xác định được động cơ của mình là thiện. Tôi tuyệt đối không có chút tư tâm. Nếu là vậy, thì dù đó có là sự nghiệp khó khăn đến bao nhiêu đi nữa, lòng dũng cảm và nhiệt huyết vẫn trào dâng tràn trề. Tôi quyết tâm và công bố sáng lập Daini Denden. Sau Daini Denden là Nippon Telecom, vốn có công ty mẹ là Kokutetsu, nay là công ty đường sắt JR, Nihon Kosoku Tsushin, với sự tham gia của công đoàn Nihon Doro, Bộ Xây dựng, nay là Bộ Giao thông, và Toyota, cũng lên tiếng bắt đầu cuộc cạnh tranh giữa ba công ty mới trong ngành viễn thông. Không chỉ cơ sở hạ tầng, trước tiên là mạng lưới truyền thông và cả kỹ thuật vốn liếng, tín dụng, năng lực vận hành, vân vân. Nhìn mặt nào cũng thấy Daini Denden vô cùng thiếu thốn, chẳng bù cho hai công ty còn lại có đầy đủ mọi điều kiện vật chất. Khởi đầu trong tình trạng như vậy, nhưng từ ngay sau khi triển khai dịch vụ, một Daini Denden hoàn toàn bất lợi về mọi mặt vẫn dẫn đầu thị trường một cách áp đảo. Daini Denden vẫn tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, liên tục phát triển cho đến ngày nay với cái tên KDDI. Nguyên nhân của thành công đó nằm ở đâu? Daini Denden chỉ có duy nhất một tâm niệm là vì xã hội, vì mọi người. Tôi cho rằng với suy nghĩ trong sáng đó và sự nỗ lực không ngừng, toàn tâm toàn ý là nguyên nhân thành công. Khi bắt đầu sự nghiệp, cũng có nhiều trở ngại, khó khăn. Trước mắt luôn lơ lửng những điều kiện ngặt nghèo, nan giải. Nhưng nếu có lòng tin về việc mình làm là cần thiết, là vì xã hội, vì mọi người, thì ta có thể vượt qua tất cả những khó khăn. Có những ngôn từ thể hiện điều này rất trọn vẹn. Nhà tư tưởng, nhà triết học người Anh James Allen, sinh năm 1864, mất năm 1912, vào đầu thế kỷ 20 đã viết thế này trong tác phẩm Khi người ta tư duy. Người càng trong sáng, mục tiêu trước mắt, mục đích đời người càng có khuynh hướng dễ đạt thành hơn hẳn người đen tối. Không ít trường hợp, cả những nơi người đen tối sợ thất bại không dám bước đến, thì người trong sáng vẫn có thể bình thản đặt chân vào, nắm lấy thắng lợi một cách vô cùng dễ dàng. Khi đọc những dòng này, tôi cảm thấy chân lý cuộc đời được thể hiện thật súc tích, trọn vẹn. Chúng ta hẳn từng nghe hay chứng kiến có người trông không có gì nổi bật, thông minh, nhưng dựa vào lòng tin mà bất chấp rủi ro, nỗ lực hơn bất kỳ ai và cuối cùng thu được thành quả xứng đáng. Ngược lại, người có đầu óc thông minh, tài năng vượt trội nhưng vẫn gặp thất bại dù đã vận dụng hết trí thông minh, tính toán kỹ lưỡng. Điều gì tạo ra khoảng cách giữa họ vậy? Đó là suy nghĩ trong sáng, mạnh mẽ. Chính lòng tin mà suy nghĩ đó tạo ra có một sức mạnh vượt trội hơn so với tính toán chiến lược, chiến thuật. Tôi mong mỏi giới trẻ, người chủ tương lai của đất nước, tin vào sức mạnh của việc có lòng tin, một lòng tin mạnh mẽ, thuần phát trong lòng, cùng sự nỗ lực bền bỉ. Bằng cách sống hết mình với cách nghĩ như thế, chắc chắn không chỉ cuộc đời bạn đơm hoa kết trái, mà cả xã hội này cũng trở nên đẹp và sung túc hơn lên. Chương 2. Phải luôn nhìn về tương lai. Hạnh phúc chắc chắn trú ngụ trong một tâm hồn lạc quan. Tiến bộ. Tin rằng chắc chắn mình có khả năng vô hạn và nỗ lực hết mình là điều vô cùng quan trọng. Chính bằng cách tin vào khả năng của bản thân như thế, nỗ lực như thế, con người mới có thể tiếp tục tiến bộ. Theo đuổi khả năng vô hạn của con người. Khoảng thời gian tôi bắt đầu suy nghĩ rằng mọi người đều có khả năng vô hạn như nhau, có lẽ vào năm lớp 12, bắt đầu học luyện thi vào đại học. Ông trời không tạo ra sự bất công trong cõi đời này, cũng không tạo sự bất bình đẳng nào cho con người. Người tạo cho tất cả chúng ta khả năng vô hạn tuyệt vời như nhau, chỉ là có người phát huy được khả năng tuyệt vời đó, có người không như vậy. Chứ chẳng có ai thông minh hay ngu muội ngay từ bản chất. Chẳng biết từ khi nào,
nhưng tôi đã tin như vậy. Cả sau khi thành lập Kyocera, điều đó trở thành niềm an ủi duy nhất của tôi. Con người ai cũng có tiềm năng, nhưng phát huy được hay không tùy thuộc vào sự nỗ lực của mỗi người. Vì vậy, nhất định không được bỏ cuộc vì cho rằng mình không có tiền đồ là do đầu óc tâm tối, không xuất sắc như người khác. Quan trọng là bạn phải tin rằng bản thân có khả năng vô hạn và nỗ lực hết sức mình. Cả khi gặp phải khó khăn, người tạo được thành công thường lạc quan tin rằng chỉ cần cố gắng sẽ giải quyết được. Họ không có chút khoảnh khắc nào để thở dài, không một lòng ngờ vực. Cứ hết lòng tin tưởng, khả năng vô hạn, chỉ cần từ nay nỗ lực là được. Chỉ những người như thế mới có thể phá vỡ bức tường trở ngại. Một nhà thám hiểm người Anh sống cách chúng ta gần 100 năm đã dạy chúng ta điều đó. Sir Ernest Henry Shackleton, sinh năm 1874, mất năm 1922, được biết đến như một anh hùng, ba lần dẫn đoàn thám hiểm Nam Cực. Đặc biệt, ông nổi tiếng với tấm áp phích chiêu mộ thành viên tham gia thám hiểm Nam Cực. Trên tấm áp phích, ông viết như sau: cần tìm những chàng trai, chuyến đi mạo hiểm, thù lao ít ỏi, cực lạnh, những ngày dài đen tối, nguy hiểm luôn rình rập, không đảm bảo sống sót trở về. Nếu thành công, sẽ vinh dự và được tán thưởng. Ernest Shackleton. Đương thời, Sir Ernest Henry Shackleton muốn trở thành người đầu tiên trong lịch sử nhân loại băng qua Nam Cực. Đã có những nhà thám hiểm khác đến được Nam Cực, nhưng băng ngang qua đại lục này là một thử thách gay go chưa ai từng trải qua. Chỉ cần đến nơi là bị độ lạnh đến đóng băng và những trận gió lạnh kinh hoàng cuốn đi, không đảm bảo còn sống trở về. Chưa kể điều kiện khắc nghiệt khác là nếu có thành công thì chỉ được chút thù lao ít ỏi. Chỉ cần có chút sợ hãi và nao núng hay không tin khả năng có thể làm được của bản thân, chẳng ai nhìn tấm áp phích chiêu mộ đó mà ứng tuyển cả. Nhưng chẳng phải đó chính là ý đồ của Shackleton sao? Nghĩa là tuy từ trước đến nay chưa ai thành công, nhưng ông mong chính những người thực sự tin rằng bản thân có thể tạo nên một sự nghiệp vĩ đại bằng sự nỗ lực không ngừng sẽ trở thành thành viên tham gia đội thám hiểm băng qua Nam Cực. Hơn thế nữa, nếu không phải là một đội tập hợp được những con người như thế, đội sẽ gục ngã mà không thể tiến lên phía trước khi gặp khó khăn. Trên thực tế, đoàn thám hiểm do Shackleton dẫn đầu đã phải gặp nhiều tai nạn đến mức không tưởng tượng nổi. Con tàu Endurance chở 28 thành viên bị mắc kẹt trong băng tuyết, sau đó bị vỡ và chìm xuống đại dương. Đoàn thám hiểm giờ đây không còn tàu lớn để di chuyển. Cả trang bị cần thiết lẫn lương thực đều dần cạn kiệt và họ phải chịu cảnh sống trên băng. Thế nhưng, ngay cả trong lúc ngàn cân treo sợi tóc như vậy, Shackleton vẫn phát huy tinh thần của một người dẫn dắt đầy sức mạnh, ra sức động viên những người bạn đường đang rơi vào tuyệt vọng, tiếp lửa hy vọng cho họ. Trước tiên, họ dâng lều trên băng, bảo quản phần lương thực ít ỏi còn lại, săn bắt hải cẩu và chim cánh cụt, dùng mỡ của hải cẩu làm nhiên liệu v.v. để duy trì cuộc sống. Trong khoảng thời gian đó, tảng băng trôi mà họ dựng lều bị vỡ ra làm đôi. Shackleton quyết định rời bỏ tảng băng. Cả đoàn lên xuồng cứu sinh nhỏ, tìm đường đến hòn đảo có thể lên bờ giữa sóng gió đại dương ở Nam Cực. Xuồng cứu sinh không động cơ, chỉ có mái chèo, giữa cái lạnh không tưởng âm 40 độ. Cả đoàn ra sức chèo giữa dòng nước đóng băng, chỉ biết hướng về mục tiêu, không chắc có hay không. Hình ảnh đó quả thật bi tráng làm sao. Thế nhưng Shackleton không mảy may tỏ vẻ bi thương, cứ chuyên tâm dẫn dắt đoàn thám hiểm tiếp tục tiến về phía trước, từ đảo này sang đảo khác, vượt eo biển, băng qua những dãy núi. Thế rồi cuối cùng, sau 22 tháng sống trên vùng đất băng giá, 28 con người quả cảm đã trở về, không thiếu một ai. Việc băng qua châu Nam Cực thất bại, nhưng có thể nói, dù đối mặt với cái chết, thái độ sống luôn theo đuổi khả năng của bản thân, quyết không nản lòng của Shackleton một đời không đổi. Chính vì không sợ thất bại, tiếp tục thử sức hướng đến vùng đất bản thân chưa biết đến, mà Shackleton đã tạo dựng vĩ nghiệp không ai có thể sánh được. Không chỉ có nhà thám hiểm, những vĩ nhân có những phát minh, phát kiến làm thay đổi lịch sử nhân loại, luôn tin vào khả năng vô hạn của bản thân. Chính vì vậy, họ mới có thể làm được những việc tưởng chừng không thể. Kết quả là con người tiến bộ, xã hội phát triển. Nếu ngay từ đầu đã nản chí,
chắc mình không làm được, thì vĩnh viễn không có sự tiến bộ nào cả. Chỉ cần nghĩ cái này hơi khó thì không thể làm nổi. Chỉ cần có chút suy nghĩ mơ hồ kiểu không, chỉ là nghĩ hơi khó thôi chứ chắc là làm được, thì xem như không được rồi. Chỉ cần một chút nghi ngờ, bất an hiện lên trong đầu, thì sau đó dù có nói với bản thân hàng trăm nghìn lần chỉ cần nỗ lực là có thể làm được, cũng đã muộn. Đó là vì chỉ một chút do dự, trù trừ, nghi hoặc cũng đủ khiến khả năng vô hạn trở nên khô héo. Càng làm những công việc mang tính thách thức, sáng tạo, tiên phong, càng phải kiên trì nỗ lực, không thì không thể thành công. Có thể kiên trì theo đuổi đến cùng là nhờ tận đáy lòng ta tin rằng mình có thể làm được. Chính nhờ trong tim có một lòng tin tuyệt đối, nhất định mình làm được, mà phấn đấu không ngừng vượt qua mọi trở ngại, thử thách, thì ta mới đạt được kết quả tốt đẹp. Dốc sức. Dù bị dồn vào bước đường cùng, nhưng nếu dũng cảm đối mặt sự vật bằng thái độ chân thành, con người có thể phát huy tiềm lực mà lúc bình thường không thể đạt tới. Thực hiện duy nhất một việc, chăm chỉ hơn bất kỳ ai. Tôi sinh năm 1932 tại thành phố Kagoshima, là con trai thứ trong một gia đình có 7 anh chị em. Tuy là một gia đình làm nghề in ấn tương đối khá giả, nhưng vào năm 1944, khi Thế chiến thứ 2 đang diễn ra, số phận tôi thay đổi hoàn toàn. Năm ấy tôi thi vào một trường trung học cơ sở thuộc hạng khó ở địa phương nhưng rớt. Năm sau đó thì mắc bệnh lao, như đứng bên bờ vực của cái chết. Chưa kể nhà chúng tôi bị bom Mỹ thiêu rụi hoàn toàn. Sau chiến tranh, tuy đói nghèo cùng cực, nhưng nhờ sự động viên hết lòng của giáo viên chủ nhiệm và sự hỗ trợ của gia đình, tôi cũng vào được trường trung học phổ thông, thậm chí còn may mắn có cơ hội thi vào đại học. Nhưng tôi không đậu vào trường y như mong muốn, nên đành vào học khoa kỹ thuật của một trường đại học mới thành lập ở địa phương. Ở trường đại học tôi đã cố gắng chăm chỉ học tập, nhưng không may là năm tôi tốt nghiệp 1955, nước Nhật bước vào giai đoạn khó tìm việc làm sau khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên, nên một người tốt nghiệp trường đại học mới ở địa phương lại không có mối quan hệ cá nhân nào như tôi, không tìm được nơi nào chịu tiếp nhận mình. Thầy giáo đáng kính đã giới thiệu tôi đến một công ty ở Kyoto sản xuất chất cách điện dùng cho đường dây điện, như vậy tôi mới được tuyển dụng. Lĩnh vực này khác hoàn toàn với chuyên ngành hóa học hữu cơ thời đại học, và thật lòng mà nói không phải là nguyện vọng thật sự của tôi. Lúc ấy tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc nên tôi có phần ngổ ngược. Ngoài ra, khi vào làm rồi mới biết đây là một công ty thua lỗ, thường xuyên chậm trả lương cho nhân viên. Không chỉ nhà xưởng mà cả ký túc xá của công ty cũng xuống cấp. Nói chung môi trường làm việc rất tồi tệ. Cũng vì vậy mà ngay từ khi bước chân vào công ty, tôi đã cảm thấy bất mãn với mọi chuyện. Sau đó các đồng nghiệp vào công ty cùng lúc với tôi đều lần lượt nghỉ việc. Tôi cũng lên kế hoạch gia nhập đội tự vệ, nhưng bị gia đình phản đối đành ở lại. Chú thích: đội tự vệ tức lực lượng thuộc Cục Phòng vệ Nhật Bản. Năm 2007, Cục Phòng vệ được nâng cấp lên thành Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Hết chú thích. Cuối cùng chỉ còn mình tôi ở lại công ty thua lỗ đó. Đứa em gái nhỏ hơn tôi 2 tuổi trở thành người trợ giúp tôi lúc ấy. Không đành lòng nhìn tôi tự lo bữa ăn trong ký túc xá tồi tàn, em đã từ bỏ công việc tại cửa hàng bách hóa ở Kagoshima, lặn lội lên tận Kyoto để giúp anh. Gần ký túc xá tôi ở có xưởng bánh kẹo Meiji làm kẹo sữa. Em đã xin vào làm công việc đóng gói ở đó và ở ký túc xá chăm sóc tôi. Khoảng 1.5 năm, em làm cơm sáng và cơm tối cho tôi. Nhờ vậy, tôi có thể thức đến khuya để nghiên cứu. Hai anh em chúng tôi nương tựa vào nhau. Mỗi lần nghe bài Enka Jinsei no Namiki Michi, tức là con đường rợp bóng cây của cuộc đời, bắt đầu bằng những ca từ đừng khóc em tôi ơi, em tôi ơi đừng khóc. Nếu khóc thì việc hai đứa trẻ thơ dại rời bỏ quê hương còn gì ý nghĩa. Tôi luôn nhớ lại quãng thời gian này của hai anh em. Chú thích: bài Enka là thể loại nhạc trữ tình truyền thống của Nhật. Hết chú thích. Trong hoàn cảnh đó, tôi quyết định thay đổi tâm trạng mình 180 độ. Có ngồi thở vắng than dài cũng chẳng ích gì. Thay vì tuôn lời bất bình bất mãn,
ta chuyên tâm nghiên cứu gốm có sẵn đây thôi. Tôi quyết tâm. Cũng phải mất nửa năm cho đến khi tôi chuẩn bị được tâm trạng tốt nhất. Nhưng trong khoảnh khắc đưa ra quyết định, tôi cảm thấy mọi bất mãn và đắn đo trong lòng lâu nay vụt tan biến. Kể từ lúc ấy, tôi đem cả nồi niêu xoong chảo vào tận phòng nghiên cứu để có thể ăn ngủ tại đó, vùi đầu làm thí nghiệm hoặc tìm đọc các luận văn nghiên cứu mới nhất trong thư viện. Tôi chú tâm nghiên cứu quy trình kỹ thuật phát triển gốm mới từ khâu thiết kế cho đến sản xuất. Quả thật, trong khoảng thời gian than vãn chê bai này nọ, tôi làm gì cũng chẳng suôn sẻ. Nhưng khi vùi đầu vào nghiên cứu, tôi bắt đầu có được những kết quả nghiên cứu tuyệt vời. Thế rồi, tôi được cấp trên khen ngợi, lãnh đạo công ty cũng bắt chuyện với một nhân viên trẻ như tôi, công việc trở nên thú vị hơn. Được động viên, tôi tiếp tục nỗ lực, lại được đánh giá cao. Cứ như vậy, kể từ lúc này, vòng tuần hoàn tốt đẹp của cuộc đời tôi bắt đầu. Khoảng một năm rưỡi sau khi bắt đầu nghiên cứu, tôi thành công trong việc nghiên cứu công nghệ vật liệu cách nhiệt tần số cao, gọi là Phosphorite, tức là vật liệu chịu lửa. Trong môi trường nghiên cứu nghèo nàn, nhưng đây là nghiên cứu thứ hai trên thế giới thành công sau GE, là công ty General Electric của Mỹ. Các hãng sản xuất điện máy lớn của Nhật đã đồng ý sử dụng sản phẩm vật liệu gốm kỹ thuật mới đó làm linh kiện TV vốn đang phát triển nhanh chóng thời bấy giờ. Thành công này không đơn thuần là quả ngọt sau bao ngày nghiên cứu vất vả của tôi, mà còn là những đơn hàng giúp công ty đang thua lỗ cải tử hoàn sinh. Tôi được công ty kỳ vọng cất nhắc làm người đứng đầu xưởng dù tuổi còn trẻ. Thế nhưng sau đó vì bất đồng với trưởng phòng kỹ thuật mới nhậm chức, tôi nghỉ việc ở công ty. Ở tuổi 27, với nền tảng kỹ thuật của chính mình, tôi cùng những người ủng hộ mình quyết định thành lập hãng sản xuất linh kiện gốm kỹ thuật Kyocera. Cứ mỗi lần nghĩ về đời mình như thế này, tôi nhận ra chính nhờ không gục ngã trước khó khăn, hướng về phía trước, làm việc hết mình mà mới có tôi ngày hôm nay. Tôi cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của việc lao động hết mình. Dù có bị dồn đến bước đường cùng, nhưng nếu dũng cảm đối mặt bằng thái độ chân thành, thì con người có thể phát huy sức mạnh mà bình thường không thể nghĩ đến. Và ở đầu bên kia của những nỗ lực ấy, một tương lai rạng ngời, chính bạn cũng không thể tưởng tượng được, đang rộng mở. Tự cháy. Làm việc hết sức mình là một việc rất khổ sở. Để có thể tiếp tục công việc khổ sở ấy hàng ngày, cần phải nỗ lực để yêu thích công việc mình làm. Người yêu công việc, tìm thấy niềm vui trong công việc, chắc chắn sẽ thu được thành công. Người khơi dậy ngọn lửa trong tim chính là bản thân ta. Con người được chia thành 3 loại: người có thể tự cháy bằng năng lượng của chính mình, người có khả năng cháy khi cần lửa, và người không thể cháy dù gần lửa. Ở mục tươi sáng, tôi có nói, hãy là người lãng mạn, khôn cùng trước tương lai. Nhưng với người có khả năng thì còn được, chứ người không thể cháy là đối cực với người lãng mạn. Người lãng mạn phải là người tự mình cháy lên. Để làm đến cùng một việc gì đó, cần một nguồn năng lượng vô biên. Nguồn năng lượng đó động viên chính bản thân, và chính nó cũng xuất hiện khi ta cháy lên. Không phải vì người khác nói hay vì mệnh lệnh mà ta mới làm việc, mà những người tích cực tự mình tiến hành trước khi được ai đó nhắc nhở, chính là người tự cháy. Vậy phương pháp tốt nhất để có thể tự cháy là gì? Đó là yêu thích công việc. Như câu, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Vậy, chỉ cần yêu thích thì không cảm thấy khó nhọc. Chú thích, câu gốc tiếng Nhật, dịch nghĩa đen là đi gặp người yêu thì dù đường xa ngàn dặm cũng chỉ như một dặm. Hết chú thích. Còn nếu không yêu thích thì dù việc gì đi nữa cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Bằng cách yêu thích công việc, ta có thể chuyển đổi tâm trạng mình hướng về phía trước. Được rồi, cố gắng nỗ lực xem sao. Dù đang bị bao khó khăn bủa vây, và khi dốc toàn lực làm đến tận cùng, cảm giác thành đạt và sự tự tin sẽ được sinh ra. Từ đó, ý chí thách thức mục tiêu tiếp theo cũng sản sinh. Khi những điều đó lặp đi lặp lại, ta lại yêu thích công việc hơn, lại không tiếc công mà ra sức cố gắng để đưa ra thành quả tốt đẹp. Đây chính là những gì tôi cảm nhận thực thụ. Chính nhờ trở nên yêu thích công việc, tại công ty tôi làm việc sau khi tốt nghiệp đại học, tôi mới được như ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng nỗ lực để trở nên yêu thích công việc chính là yếu tố quan trọng nhất trong đời người và trong công việc. Như tôi đã nói lúc nãy, ở đại học tôi theo chuyên ngành hóa học hữu cơ. Vì được nhận vào làm ở công ty thuộc ngành hóa học vô cơ,
nên tôi vội vàng bắt đầu nghiên cứu gốm kỹ thuật, nhưng đó hoàn toàn không phải là lĩnh vực yêu thích của tôi, vì không phải chuyên môn. Thế nhưng, khi bị dồn vào bước đường cùng, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc yêu thích đề tài nghiên cứu ngay trước mắt, tôi cố gắng trở nên yêu thích gốm kỹ thuật. Vốn dĩ không có kiến thức cơ bản nên tôi bắt đầu từ việc đọc tài liệu, ví dụ lôi các luận văn trong quá khứ ra để đọc các nội dung trong đó. Tôi vừa vùi đầu tra từ điển vừa đọc các luận văn của Hiệp hội gốm kỹ thuật Mỹ. Thời ấy không có máy photo nên khi cần các trích dẫn trong luận văn, tôi chép lại những đoạn cần thiết ấy vào vở. Sau khi tiến hành khảo sát tài liệu kỹ lưỡng, tôi chuyển sang làm thí nghiệm. Khi ra sức học tập, sự yêu thích cũng trỗi dậy, nên tôi lại càng chăm chỉ nghiên cứu hơn. Tôi thường xuyên lui tới thư viện các trường đại học, tra cứu tài liệu, rồi ứng dụng ngay vào thí nghiệm và công việc, rồi lại đi thư viện. Cứ như vậy, khi tôi nỗ lực để yêu thích công việc, như đã trình bày ở trên, tôi trở thành trường hợp thứ hai trên thế giới thành công trong việc tạo ra chất liệu mới. Người có thể tạo ra sự nghiệp to lớn, rõ ràng là người yêu công việc từ tận trái tim mình. Đó có thể là người may mắn được làm công việc mình yêu thích, hoặc cũng có thể là người biết thay đổi tình cảm, nỗ lực khiến bản thân yêu thích công việc vốn không yêu thích trước đó. Dù làm kinh doanh hay theo đuổi con đường học vấn, trước tiên quan trọng là trở nên yêu thích công việc mình đang làm. Chỉ bằng cách trở nên yêu thích công việc, ta mới có thể toàn tâm toàn ý dốc lòng vào công việc. Hơn hết thảy, nếu chỉ biết cắm đầu để làm sao yêu thích công việc, rồi chỉ thấy đau khổ thì không thể duy trì nỗ lực. Giữa những khoảng trống trong công việc, phải nhìn ra được niềm vui, sự thú vị. Khi công ty đầu tiên tôi vào làm việc, bắt đầu sản xuất vật liệu mới, có hai thanh niên, sau là thành viên sáng lập Kyocera, cũng vào làm với tư cách trợ lý. Mỗi khi có điều gì chán nản trong công việc, tôi thường chơi bóng chày trên cỏ với hai người bạn này. Một người thân hình tuy nhỏ nhưng ném bóng nhanh, kiểm soát bóng tốt. Một người luôn bảo vệ sân ngoài. Không biết có phải vì chưa từng chơi bóng chày lần nào không mà cậu ấy ném găng thật cao trên đầu, rồi cứ thế cắm đầu chạy ngay khoảnh khắc bóng ra sân ngoài. Cứ nghĩ với cái kiểu vụng về ấy thì làm sao có thể bắt bóng. Nhưng không ngờ là cậu ấy chạy nhanh như bị ma đuổi, cuối cùng cũng chụp được quả bóng. Thấy cảnh ấy, cả đám chúng tôi ôm bụng cười bò. Tôi nhớ mãi kỷ niệm sau những giờ chơi bóng chày như vậy, chúng tôi luôn quay về ký túc xá, cùng nhau uống rượu soju, giải tỏa tinh thần. Những ngày mưa không chơi bóng chày được, chúng tôi lấy những mảnh dẻ lau máy móc đã cũ làm găng, chơi trò đánh bốc. Hai người họ đeo găng tay làm từ dẻ lau cũ. Tôi dùng mấy thứ đồ kim loại làm kẽn, gõ, keng để vào trận ngay tại phòng nghiên cứu. Chúng tôi đã giải tỏa căng thẳng bằng những cách như vậy, vì không thể cứ mãi để tinh thần lẫn cơ thể lúc nào cũng trong tình trạng căng như dây đàn được. Tôi cũng yêu đương, người yêu đầu tiên của tôi là cô gái lớn hơn tôi 4 tuổi, ngồi trước mặt tôi trong phòng nghiên cứu. Đó là người con gái toát lên phong thái trí tuệ, sang trọng. Tuy chỉ là tình cảm đơn phương với suy nghĩ muốn cưới người như vậy làm vợ, nhưng tôi vẫn không ngừng ngưỡng mộ, thường viện cớ này kia để đến bàn cô ấy. Tôi cứ thế duy trì nỗ lực, không quên giải trí, yêu đương trong những ngày căng thẳng đó. Và điều đó vô cùng có ích trong cuộc đời tôi. Bằng cách nhìn ra những niềm vui, hạnh phúc nhỏ bé trong những sự việc ngày thường, tôi có thể chuyên tâm nỗ lực hơn nữa, có thể trở nên yêu thích công việc đầy khó khăn. Và chính nhờ yêu thích công việc, tôi tạo được thành quả, xoay chuyển số phận mình theo hướng tốt đẹp. Chương 3: Không tiếc công nỗ lực. Cảm giác trọn vẹn sẽ tìm đến với người không ngừng cố gắng. Cần mẫn. Chính hành vi làm việc hết mình, lao động chăm chỉ khiến con người trở nên tốt đẹp. Người nào né tránh những trải nghiệm vất vả, khó nhọc thì khó thu được kết quả mỹ mãn. Làm việc nghiêm túc, hết sức mình. Năm tôi 13 tuổi, nước Nhật kết thúc chiến tranh. Một khi đã sống vào thời đại ấy thì ý thức đầu tiên là cần mẫn. Bởi vì khi đã đứng trên một đất nước hoang tàn, cách sống và tồn tại duy nhất chỉ là làm việc hết sức mình. Thời ấy, dù cả gia đình tôi cũng lâm vào tình trạng kinh tế khó khăn, kỳ lạ là tôi không cảm thấy bất hạnh. Nhưng thành thật mà nói, có lẽ vì chỉ để sống qua ngày thôi cũng đã hết sức rồi, còn thời gian tâm trí đâu mà nghĩ ngợi.
tôi thường nhớ lại các cậu dì của mình. Sau chiến tranh, từ Mãn Châu, họ quay lại Kagoshima với hai bàn tay trắng, bắt đầu buôn bán rau củ. Cậu tôi là người chỉ mới học xong tiểu học thời trước chiến tranh. Hàng ngày, cậu lấy rau và kéo xe đi bán. Những người họ hàng xấu bụng khác khinh cậu ra mặt. Họ nói, thằng đó chẳng học hành gì, không có kiến thức, ngày nắng cũng như ngày mưa, cứ cắm đầu cắm cổ kéo xe, đổ mồ hôi sôi nước mắt, đi bán ba cái mớ rau củ. Cậu có vóc người nhỏ thó. Lúc nhỏ tôi thường chứng kiến cậu đi bán hàng với chiếc xe kéo to kền, chất đầy rau củ, bất kể ngày nắng gắt như thiêu đốt hay ngày mưa đông gió lạnh. Có lẽ cậu chẳng hề biết buôn bán hay tính toán gì cả. Cậu chỉ biết ra sức làm việc và cuối cùng duy trì được việc kinh doanh rau củ đó đến tận cuối đời một cách tuyệt vời. Chứng kiến hình ảnh đó của cậu, trái tim của một đứa trẻ trong tôi lúc ấy đã thực sự cảm nhận rằng dù không có học vấn đi nữa, cậu đã có được thành quả tuyệt vời bằng cách lao động chăm chỉ, cần mẫn. Liệu có phải lúc nào chúng ta cũng có thể làm việc nghiêm túc, hết sức mình không? Mỗi khi chứng kiến những người không tự mình phấn đấu, chỉ biết đổ lỗi cho người khác, cho xã hội khi gặp phải tai họa, tôi thấy thật sốt ruột giùm họ. Chúng ta không thể thay đổi được hoàn cảnh của bản thân. Một khi còn tìm kiếm nguyên nhân bất hạnh ở đâu khác ngoài bản thân, tâm hồn chúng ta vĩnh viễn không được trọn vẹn. Ngược lại, cho dù gặp phải hoàn cảnh không may mắn, chỉ cần lao động, làm việc chăm chỉ, chắc chắn có thể nắm bắt được hạnh phúc. Tôi nghĩ, người chúng ta phải lấy làm hình mẫu tiêu chuẩn về sự chăm chỉ là Ninomiya Sontoku. Sinh năm 1787, mất năm 1856. Tên thật là Ninomiya Kinjiro. Ninomiya Sontoki sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, một cô cha mẹ từ sớm nên ở với vợ chồng người chú. Từ nhỏ, Sontoku đã phải chịu nhiều khổ cực, một tay cầm cuốc, một tay cầm sẻng. Ngày qua ngày, ông ra đồng làm việc, từ sáng tinh mơ đến tối mịt. Nhờ vậy mà lần lượt, ông góp phần thay đổi làng quê nghèo đói, sơ sát. Phiên chủ lúc ấy biết chuyện đã nhờ Sontoku góp sức để xây dựng làng quê nghèo khó. Chú thích, phiên chủ là samurai đứng đầu, cai trị một vùng đất gọi là phiên, hạt, thời bấy giờ ở Nhật Bản. Hết chú thích. Sontoku cho rằng làng quê nghèo do tâm hồn người nông dân trì trệ biến nhát. Ông cứ cần mẫn, tay cuốc tay xẻng, ra đồng cày cấy. Thế vậy, những nông dân khác cũng bắt đầu học theo, làm việc chăm chỉ. Cứ như thế mà Sontoku đã lần lượt giúp gầy dựng lại các làng quê nghèo khó. Những năm cuối đời, nhờ thành tựu đó mà ông được mạc phủ Tokugawa mời vào cung. Thời Minh Trị, trong tác phẩm Những Người Nhật Tiêu Biểu nhằm giới thiệu về nước Nhật cho các nước Tây Âu, tác giả Uchimura Kanjo, sinh năm 1861, mất năm 1930, đã viết về Ninomiya Sontoku như sau. Ninomiya Sontoku, người được cả mạc phủ mời vào cung thời Edo, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo thực sự. Thế nhưng khi vào cung, trong bộ Kamishimo, phong thái của Sontoku như một quý tộc bẩm sinh thực thụ. Chú thích, Kamishimo là lễ phục truyền thống của các samurai thời bấy giờ. Hết chú thích. Tức tác phong thần thái của Sontoku cao quý tuyệt vời, không khác gì các chư hầu Daimyo, tức là đại danh, đến mức khiến người ta có thể nghĩ ông được sinh ra trong một gia đình quý tộc. Đó chính là vị Sontoku đã chuyên tâm tu hành nghề nông và gieo trồng vun xới nhân sinh quan của mình trong đó. Không gì khác, có thể nói đó chính là lao động tạo nên nhân cách. Chính hành động làm việc nghiêm túc, hết sức mình đã tạo nên con người tuyệt vời như thế. Chắc chắn không tồn tại người lãng tránh những trải nghiệm lao động khổ cực mà lại có thể tạo dựng được nhân cách tuyệt vời. Người chịu làm việc hết mình từ lúc còn trẻ, trải qua nhiều khó khăn, tự rèn luyện, mài dũa bản thân mới có thể nâng cao nhân cách, sống cuộc đời hạnh phúc. Ngày nay, điều quan trọng là âm thầm tiếp tục làm việc thật nghiêm túc, nỗ lực hết mình dù gặp phải hoàn cảnh thế nào đi nữa. Tôi mong các bạn tin rằng, chính việc trải qua những khó khăn, gian nan sẽ xây dựng được tính nhân văn và cuộc đời phong phú cho bạn. Cầu tiến. Sống hết mình không phí phạm dù chỉ một ngày,
không được lãng quên tinh thần nỗ lực không hối tiếc, không bỏ cuộc, không thể thiếu sự nỗ lực liên tục, từng chút một. Điều quan trọng là tin rằng năng lực không phải là đánh giá bản thân bằng năng lực hiện tại, mà là hướng về tương lai để đơm hoa kết trái. Chúng ta không được lãng phí từng ngày, mà phải sống hết mình. Chúng ta không được quên tinh thần hướng thượng ấy. Ngày ngày nỗ lực không hối tiếc, không bỏ cuộc. Trong thế giới thực vật, có loại quả phát triển nhanh, ra quả sớm, cũng có loại phát triển chậm hơn, cho quả chậm, nhưng to. Cũng tương tự, con trẻ cũng có đứa sớm bộc lộ vẻ khôn ngoan lanh lợi, cũng có đứa lúc đầu chẳng chịu học hành gì, nhưng dần dần trở nên xuất sắc. Những đứa trẻ thời tiểu học, trung học, không giỏi lắm, cũng không có việc gì phải bi quan, cứ nghĩ rằng mình là người thuộc kiểu nở muộn, và thay đổi tâm thế, ra sức nỗ lực là được. Chỉ cần tin rằng mình có khả năng vô hạn và nỗ lực không thua bất kỳ ai, con người chắc chắn sẽ trưởng thành mạnh mẽ. Tôi xin nhắc lại thời thơ ấu của mình một chút. Thời tiểu học tôi không chăm học cho lắm. Tôi thường không làm bài tập về nhà nên hay bị phạt đứng ngoài hành lang. Giáo viên mắng xem như một đứa học trò dốt. Với tôi có nhiều điều thú vị hơn chuyện học ở trường. Mùa hè tôi bận rộn bắt cá tôm cua ở con sông Kochuki chảy ngang nhà. Mùa đông thì đi bắt chim khuyên mắt trắng trong núi Shiromaya cao sừng sững gần đó. Làm gì còn tâm trí để học hành? Kết quả là thành tích học tập ở trường không được tốt cho lắm. Tuy nhiên khi lên trung học cơ sở, không biết nghĩ gì mà một đứa trẻ học hành không giỏi giang như tôi lại muốn học trường tốt, nên dự thi vào trường trung học cơ sở tốt nhất Kagoshima. Đương nhiên tôi không đậu kỳ thi ấy. Năm sau thi lại vẫn không đậu. Rốt cuộc tôi vào học một trường tư muộn một năm. Vào trung học cơ sở, tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ về việc đã từng lười học. Thực tế, khi bắt đầu học các môn khó như đại số, hình học, vì không chăm chỉ học hành thời tiểu học, nên tôi đã không theo kịp các môn này. Vì vậy, tôi lôi sách toán lớp 5, lớp 6 thời tiểu học ra, dành cả một tháng để ôn lại. Chú thích: cấp tiểu học ở Nhật gồm 6 năm, trung học cơ sở học 3 năm và trung học phổ thông cũng 3 năm. Hết chú thích. Thế là không chỉ có thể theo kịp giờ toán khó nhằn mà môn toán trở thành môn tủ của tôi, vươn lên xếp hạng nhất nhì trong khối. Nhưng không biết có phải vì bệnh lười chưa khỏi hẳn hay không mà tôi lại sao nhãng, lười nỗ lực khi lên trung học phổ thông. Cứ sau giờ học tôi lại ra sân trường chơi bóng chày. Sau chiến tranh nhà cửa bị cháy, gia đình nghèo khó, là con trai thứ trong nhà, lẽ ra tôi phải phụ giúp cha mẹ. Nhưng chứng nào vẫn tật nấy, tôi vẫn ham chơi. Một ngày nọ, mẹ kêu tôi lại khuyên nhủ: khác với gia đình, các bạn có đời sống sung túc, nhà mình đông con lại nghèo, vậy mà ngày nào con cũng chỉ biết chơi bóng chày sau giờ học là sao? Con phải biết nghĩ bố và anh đang khổ cực thế nào mà phụ việc nhà một tay đi chứ. Lúc ấy tôi nhớ ra chính mình đã nài nỉ gia đình cho đi học trung học phổ thông và cảm thấy hối hận vô cùng. Kể từ đó, sau giờ học, tôi không chơi bóng chày với các bạn mà về nhà sớm giúp đỡ bố mẹ. Nhờ mối quan hệ trong công việc kinh doanh xưởng in trước chiến tranh mà bố tôi kinh doanh trở lại bằng nghề bán bao giấy. Hàng xóm xung quanh làm bao giấy như nghề tay trái của họ, còn tôi từ đó bắt đầu đi bán dạo bao giấy. Cùng về chung với tôi sau giờ học là những người bạn đồng niên học hành chăm chỉ. Tất cả bọn họ đều có mục tiêu học lên đại học. Họ cho tôi xem tạp chí luyện thi thời đại dùi mài kinh sử. Vì tôi định đi làm sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông nên hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của một tờ tạp chí như thế. Thế nhưng khi mượn mấy số cũ về đọc, tôi bắt đầu nghĩ: có một thế giới như thế này sao? Mình muốn đi đến thế giới đó. Thế là vừa đi bán bao giấy, tôi vừa bắt tay vào việc học thực sự. Tuy thành tích ở trường cũng đứng đầu, nhưng chỉ bắt đầu vào khoảng thời gian đó tôi mới thực sự yêu thích việc học. Nhưng tiếc là tôi thi không đậu vào trường mình mong muốn, nên quyết định vào học khoa kỹ thuật trường đại học Kagoshima ở quê nhà. Thực lòng mà nói, vì không có tiền nên được đi học gần nhà với tôi cũng là một việc tốt đẹp, và tôi luôn mặc áo khoác, mang guốc gỗ đến trường. Nhờ giai đoạn sau ở trường trung học phổ thông có hứng thú với việc học nên khi vào đại học tôi rất chăm chỉ, tinh thần học tập dâng lên mạnh mẽ, nên sau giờ học tôi lại ghé vào thư viện tỉnh,
tìm mượn sách hóa học mình yêu thích để học hỏi thêm. Nghĩ lại, tôi có thể nói rằng 4 năm đại học, tôi đã nỗ lực học tập hơn bất kỳ ai, thành tích thi cử cũng thường đứng hàng đầu. Thi cử ở trường đại học thường được giới hạn phạm vi, chỉ cần cho đến trước ngày thi, bạn ôn tập phần đã được giới hạn là có thể đạt điểm tốt. Thế nhưng nhiều bạn học của tôi đã không làm được vậy. Ví dụ, chỉ cần có người đến rủ, "Này, đi xem phim không?" là họ sẵn sàng đi ngay, dù biết phải học bài thi. Vì vậy, họ không có đủ thời gian để ôn tập, đến sát ngày thi mới cuống cuồng lôi sách vở ra và đối diện với kỳ thi trong tình trạng nửa vời. Những người này vừa bước vào phòng thi vừa nghĩ, mình học không kỹ, phải chi coi kỹ phần đó, mong là đề không ra chỗ đó cho mình nhờ, vân vân. Rồi như dự đoán, đến khi mở đề thi thì cắn bút. Thôi xong. Tôi rất ghét cách học như vậy. Tôi đã trừng trải qua cảm giác đáng ghét đó thời trung học cơ sở và trung học phổ thông, nên nghĩ học cho chắc chắn từ trước thay vì phải tiếc nuối như vậy. Cho dù chúng ta có nghĩ ngày thi đã định, chỉ cần tra cứu học bài cho đến lúc đó là được, nhưng ở đời thường có những chuyện bất ngờ, có khi chúng ta không thể học bài theo đúng kế hoạch đã vạch ra, đến lúc đó lại nghĩ thôi xong. Vậy thay vì để mình rơi vào tình trạng đó, chi bằng chúng ta cứ lên kế hoạch học bài xong từ sớm, để có chuyện gì xảy ra đi nữa thì đến ngày thi chúng ta cũng đã sẵn sàng. Vì nghĩ phải học theo thời gian biểu thông thả, chuẩn bị sẵn sàng như vậy, nên thời đại học, khi học bài thi, tôi thường kết thúc việc học ôn từ 10 ngày trước ngày thi và lấy trọn điểm. Không biết có phải vì lúc nhỏ từng bị lao không mà tôi thường bị cảm, viêm phổi, sốt cao. Cũng có chừng 2-3 lần tôi bị sốt cao nằm ly bì trên giường trước ngày thi, nhưng những lần đó tôi vẫn đạt điểm tối đa. Như tôi đã nói lúc trước, tôi vốn không phải là người học giỏi. Có điều tôi luôn nghĩ một cách mãnh liệt, tha thiết rằng mình muốn học giỏi, muốn làm bài thi hoàn hảo và cắm đầu cắm cổ nỗ lực. Những bước đi đó tuy rất nhỏ nhưng chắc chắn đã giúp tôi trưởng thành. Không gì đáng tiếc bằng việc sống một cuộc đời duy nhất của chúng ta theo cách thờ ơ vô nghĩa. Từng ngày một, chúng ta sống chân thành ra sao? Bằng cách lặp đi lặp lại những nỗ lực từng bước, từng ngày mà cuộc đời và công việc không ngừng được nâng cao. Chưa kể, điều đó còn tạo nên giá trị con người chúng ta. Nhiệt tình. Trong cuộc đời và cả trong kinh doanh, chúng ta có thể liên tục chạy bằng tốc độ chạy nước rút 100 mét. Nỗ lực không thua bất kỳ ai. Không phải tôi tự mình có ý thành lập công ty. Như đã nói lúc nãy, khi làm việc ở công ty trước đó, tôi có khúc mắc với cấp trên về vấn đề kỹ thuật. Vì một chút bốc đồng tuổi trẻ, tôi nói, vậy thôi, tôi nghỉ làm, và đã rời bỏ công ty. Lúc trước, người của một công ty gốm sứ Pakistan đến Nhật thực tập kỹ thuật. Tôi từng chỉ dẫn tận tình, nên lần này không có chỗ khác để đi, tôi nghĩ đến lời mời của họ. Lúc ấy tôi nhớ lương mình khoảng 15.000 yên, nhưng công ty Pakistan đó đã đưa ra mức lương cao bất ngờ là 300.000 yên. Tôi thật sự đã nghiêm túc nghĩ đến chuyện đi Pakistan. Nhưng giáo sư dạy tôi ở đại học đã nhắc tôi, cậu định đi bán lẻ kỹ thuật sao? Khi về lại Nhật, cậu sẽ thành một kỹ thuật gia vô dụng mất, khiến tôi từ bỏ ý định đi Pakistan. Lúc ấy cấp trên lúc trước cùng người bạn thân của tôi đã nói, nếu cứ như vậy thì kỹ thuật của cậu sẽ bị chôn vùi mất, thử khởi nghiệp xem, và bỏ ra 3 triệu yên để mở công ty cho tôi. Người hỗ trợ chính cho tôi là bác đồng niên của cha, tốt nghiệp trường điện khí công học Đại học Kyoto. Ông cũng là người nhà chùa, có cách nghĩ rất tuyệt vời. Tôi nhớ ông thường nói, ta góp vốn không phải với tư cách nhà tư bản đầu tư, mà chỉ vì yêu mến con. Ta chỉ muốn con lập nghiệp với công việc này nên mới chi tiền. Vì vậy con nhất định không được làm những việc để đồng tiền sai khiến đấy. Thực tế ông còn cho tôi giữ cổ phiếu, trong khi tôi chỉ là một kẻ, đừng nói đến chuyện điều hành công ty, mà đến cả kiến thức về cổ phiếu cũng chỉ là con số không tròn trĩnh. Con hãy kinh doanh đi. Ông tin tôi trên mọi phương diện và giao phó hết cho tôi, và công ty Kyocera bắt đầu từ đó. Ông còn đứng ra thế chấp nhà của mình với ngân hàng để vay 10 triệu yên cho công ty làm vốn lưu động. Vợ ông cũng là người tuyệt vời. Khi nhà cửa bị đem ra thế chấp như thế, nếu công ty kinh doanh thất bại sẽ chẳng còn gì. Vậy mà bà nói,
Nếu chồng tôi được người ông ấy yêu quý là cậu đây xài tiền giúp, thì chẳng phải đó là niềm vui thật sự của ông ấy sao? Kyocera đã được thành lập dựa trên nền tảng cơ bản là trái tim của những người như vậy. Chính vì vậy, kể từ khi sáng lập, ngày cũng như đêm, tôi luôn nỗ lực trong kinh doanh với sự nỗ lực và nhiệt tình, không thua bất kỳ ai, để công ty không bị sụp đổ, để nhất định phải trả bằng hết số nợ. Tôi thường nói với nhân viên và ví von hình ảnh đó với việc chạy marathon. Kyocera là doanh nghiệp sinh ra ở Kyoto. Nói cách khác, như là một thanh niên xuất thân nhà quê. Và chàng thanh niên đó cố gắng hết mình để luyện tập chạy đường trường. Trang phục trên người thì nghèo nàn, với chiếc quần chẽn và đôi giày vải đơn sơ. Nhưng người ta nhìn dáng chạy của chàng thì nói, có vẻ chạy được chút chút. Và động viên từ phía sau, chàng trai cắm đầu về phía trước, nhập vào đường chạy marathon, chạy trên đường đua kinh doanh, gọi là cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Kyocera được sáng lập năm 1959. Sau chiến bại, kinh tế Nhật Bản sụp đổ. Nếu lấy mốc năm 1945 là năm các doanh nghiệp khởi đầu làm mốc xuất phát của đường đua kinh doanh trong nền kinh tế Nhật sau chiến tranh, thì Kyocera xuất phát quá chậm. Trên đường đua có nhiều doanh nghiệp lão làng, tức là những vận động viên nổi tiếng, kỳ cựu đã luyện tập lâu ngày, dày dặn kinh nghiệm và thành tích phong phú. Những doanh nghiệp như vậy hiểu rõ cách phân phối sức bền để có thể chạy hết đường đua 42,195 km đó. Ngoài ra, còn rất nhiều doanh nghiệp mới nổi sau chiến tranh cũng đang tham gia đường đua. Họ phát ra sức mạnh khốc liệt, tích cực triển khai đường chạy. Từ năm 1945, các doanh thủ và những vận động viên triển vọng bắt đầu cuộc đua như thế. Trong bối cảnh đó, Kyocera là một vận động viên non nớt, xuất thân tỉnh lẻ, tham gia trễ những 14 năm. Nếu một năm là 1 km, thì top vận động viên dẫn đầu đã chạy được 14 km. Nếu anh chàng nghiệp dư tỉnh lẻ đó cứ nhút nhát từng chút một theo tốc độ của mình, thì quả thật không thể cạnh tranh. Do đó, tôi đã dốc toàn lực chạy với tốc độ của một người chạy bứt tốc 100m cho đường chạy marathon. Ngày qua ngày tôi làm việc với tất cả nhiệt huyết điên rồ ấy, và đương nhiên tôi bị nhân viên và những cổ đông góp vốn nhắc nhở. Anh làm việc với tốc độ như vậy thì phá sức quá. Kinh doanh vận hành một doanh nghiệp là chạy đường trường. Anh chạy vậy thì sẽ sớm xuống sức, bỏ cuộc nửa chừng chứ làm sao đến đích được. Nhưng tôi nghĩ, đằng nào cũng chạy thì cứ chạy hết tốc lực để rút ngắn khoảng cách với tốc đầu đã. Nếu đã là cuộc cạnh tranh không cân xứng ngay từ đầu, thì mình cứ cố gắng hết sức mình để xung quanh biết đến sự tồn tại của mình. Tôi đã nghĩ vậy và dốc hết sức. Thú vị thay, dù chạy bằng tốc độ nước rút đó, tôi vẫn không bị gục ngã mà có thể tiếp tục chạy. Chưa kể công ty phát triển hơn, đuổi kịp rồi vượt qua các doanh nghiệp lớn đang chạy đầu, trở thành số một trong ngành. Trên đường chạy marathon thực tế, dù trên đường đời hay trong kinh doanh, nhất định không có chuyện không thể chạy tốc độ cao. Trên đường đời không phải là chọn lấy con đường dễ dàng thông thả, mà các bạn hãy tiếp tục chạy thật nghiêm túc từng ngày với tất cả lòng nhiệt tình và sự nỗ lực không kém bất kỳ ai. Chương 4: Phải thành thật. Theo đuổi những gì đúng đắn một cách đúng đắn, chân thực, phải luôn bước đi trên con đường đúng đắn, trút hết lòng thành để làm việc, không được có cách sống thỏa hiệp, chiều lòng người khác, hay cho rằng miễn sao sống tồn tại qua ngày là được. Sống chân thực với bản thân dù có gặp bất kỳ trở ngại nào. Mỗi khi mắc kẹt, dậm chân tại chỗ, con người vẫn có thể làm điều xấu với suy nghĩ, chỉ nhiêu đây thôi chắc không sao, dù lương tâm biết chắc chắn điều đó không tốt. Trường hợp tệ hơn, còn sẵn sàng gật gù. Kết quả tốt thì sao cũng được, để thuyết phục bản thân và rồi tay nhúng chàm. Nhưng chúng ta phải luôn bước đi trên con đường đúng đắn, trút hết lòng thành. Không được có cách sống thỏa hiệp, chiều lòng người khác, hay cho rằng miễn sao sống tồn tại qua ngày là được. Tôi cho rằng dù có phải đối mặt với cục diện thế nào đi nữa, phải luôn có cách sống chân thực, cách nghĩ đúng đắn, xuyên suốt trên con đường chính đạo.
Điều này khiến tôi nhớ lại một sự việc xảy ra trong công ty tôi từng làm trước khi sáng lập Kyocera. Tôi tốt nghiệp đại học và làm công ty. Như tôi đã trình bày, tôi đã thành công trong việc tìm ra bí quyết chế tạo vật liệu cách nhiệt tần số cao, gọi là photoresist, vật liệu chịu lửa. Ban phát triển cho tôi đứng đầu trở nên độc lập, còn tôi tạo dựng được vị trí thực chất trong công ty dù chỉ mới năm thứ hai vào làm. Từ bé, tôi vốn đã phản đối những gì bất chính, trái với lương tâm. Tôi có lòng chính nghĩa, không tha thứ cho những gì không đàng hoàng. Vì vậy, tôi luôn yêu cầu đòi hỏi sự đúng đắn, ít nhất là trong ban của mình, và muốn công ty là nơi có thể tìm được lẽ sống. Công ty lúc ấy vốn là hãng sản xuất lão làng về chế tạo chất cách điện, dùng cho đường dây điện. Nhưng sau chiến tranh, tình hình xấu đi, thường xuyên xảy ra các cuộc đối đầu về lao động. Do đó, tình trạng thua lỗ kéo dài, đãi ngộ kém đi. Trong thời gian làm việc thì chẳng ai chịu làm cực lực, nhưng lại làm ngoài giờ không cần thiết để kiếm tiền phụ trội. Điều đó diễn ra như cơm bữa. Nhưng tôi đã đề nghị cấm làm ngoài giờ vì nghĩ chi phí nhân công cao ảnh hưởng lên phí sản xuất. Thế là những người đang làm việc ở đó vô cùng bất mãn. Mọi người phàn nàn khiếu nại, cho rằng những công ty khác đều làm ngoài giờ thông thả, làm cho có mà vẫn có tiền, còn công ty mình cả ngày bắt làm cực lực rồi còn không có tiền làm thêm. Với những thành viên ở một nơi làm việc như thế, tôi nói: bây giờ mọi người vất vả, nhưng nếu không làm thêm, giảm chi phí sản xuất thì chúng ta có năng lực cạnh tranh, chắc chắn tương lai sẽ có nhiều đơn đặt hàng đến mức mọi người phát ngán. Lúc đó sẽ phải làm ngoài giờ nhiều đến mức mọi người chẳng tha thiết chuyện đó. Mọi người hãy cố gắng đến lúc đó. Trong số đó cũng có người có tâm nên ủng hộ tôi, nhưng có người nghĩ, có phải cấp quản lý đâu mà chơi xấu nhân viên với ba cái yêu cầu khắt khe còn hơn lãnh đạo. Nên rốt cuộc, tôi bị đưa lên thẩm vấn ở Liên đoàn Lao động, tức bị luận tội ở Tòa án Nhân dân. Tôi còn nhớ, mình bị bắt đứng trên mấy cái hộp gỗ đựng chất cách điện, chất cao, bên cạnh cái ao ngay khi bước vào hành lang công ty. Mấy cái tên bày trò quấy rối này đè đầu cưỡi cổ người lao động yếu ớt như chúng ta chỉ để nịnh bợ công ty. Chính vì có mấy tên thế này mà người lao động chúng ta phải gặp bao phiền phức, người như hắn phải nghỉ làm. Trước những lời như vậy, các ủy viên liên đoàn đứng quanh đống hộp gỗ đã đồng loạt sỉ nhục tôi như một kẻ tồi tệ. Nhưng tôi thẳng thắn phản bác như thế này: quý vị ủy viên liên đoàn định đuổi việc tôi. Những người cho rằng tôi có vấn đề lại là những người hoàn toàn không làm việc gì, dù tôi đã nhiều lần trình bày tình trạng của công ty. Nếu giữ những người như vậy, chắc chắn công ty sẽ sụp đổ. Lời nói của những người bình thản làm những việc khiến công ty sẽ sụp đổ là đúng đắn sao? Hay những lời nói thuyết phục đi theo chính đạo của tôi mới là đúng đắn? Đó là đánh giá của quý vị. Nếu đã nói vậy mà quý vị vẫn yêu cầu tôi nghỉ việc, thì tôi sẽ vui mừng nghỉ việc cho quý vị xem. Tôi đã từng trút hết ruột gan thuyết phục như vậy. Lòng chính nghĩa trong tôi đã buộc tôi phải nói vậy. Dù bản thân có rơi vào tình trạng bất lợi đi nữa, tôi vẫn quyết chí đi theo chính đạo. Có lần, vì tôi nói những lời quá nghiêm khắc mà những người làm công ở đó không chỉ mắng nhiếc mà còn bỏ tiền thuê một nhóm người tấn công tôi vào ban đêm. Vết thương lần ấy vẫn còn để lại sẹo trên mặt tôi cho đến giờ. Có lẽ với bọn họ, chỉ cần xử tôi để từ hôm sau tôi không đến công ty nữa là được. Nhưng sáng hôm sau tôi vẫn đi làm với vết thương đang băng bó chằng chịt. Bọn họ bất ngờ, kể từ đó những trò tệ hại như vậy không còn nữa. Tôi tin rằng mình đang làm những việc đúng đắn, đồng thời cũng có cảm giác cô độc và vô cùng trăn trở rằng tại sao mình làm đúng mà mọi người không hiểu mình. Không những không hiểu mà còn bị ghét bỏ. Nửa đêm khi xong việc, tôi ngồi một mình bên con sông nhỏ chảy ngang ký túc xá, vừa khóc vừa nghĩ về quê nhà, rồi hát bài Quê Hương. Chuyện đó chẳng mấy chốc nổi tiếng trong ký túc xá. Mỗi lần như vậy là mọi người lại nói: Inamori, nó lại ngồi khóc bên sông. Tôi đã vừa hát vừa chiến đấu với sự cô độc để rèn luyện ý chí của mình. Lúc ấy tôi còn thường tự hỏi tự trả lời. Mình định nói những lời đúng đắn, nhưng vì vậy mối quan hệ trong cơ quan trở nên xấu đi, cấp dưới bất mãn ra mặt để có thể sống tốt trong xã hội. Liệu có nên, có đúng
khi chấp nhận bẻ cong tín niệm của mình để chiều lòng mọi người một chút. Nhưng suy nghĩ thế nào đi nữa, tôi vẫn thấy không thể. Có thể cấp dưới ghét mình, nhưng nhất định phải khẳng định việc gì đúng là đúng. Cuối cùng tôi kết luận như vậy, lại thấy dũng cảm hơn, bình tâm trở lại, rồi quay về ký túc xá. Tôi chỉ một lòng nỗ lực đi trên con đường mình tin rằng đúng đắn. Có nhiều cấp trên, bậc đàn anh, các đàn em và cấp dưới đã bị thuyết phục bởi thái độ đó của tôi và đi theo tôi. Những người đó sau là thành viên sáng lập Kyocera, trở thành nhân tố hướng đến phát triển của công ty. Đặt câu hỏi với chính mình, với tư cách con người, điều gì là đúng đắn? Và đi theo con đường mà bản thân tin rằng đúng đắn, dù biết đó là con đường không bằng phẳng, nhưng cứ một lòng đi theo chính đạo, thái độ thẳng thắn đó có thể khiến bạn bị xung quanh phản bác, khiến bạn cô độc lạc lõng. Nhưng nếu nhìn trên quãng đường đời dài trước mắt, thì chắc chắn bạn sẽ được đền đáp, sẽ có ngày đạt được thành quả. Quan trọng là bạn phải tin vào điều đó, chọn cách sống không thỏa hiệp. Ý chí. Nếu muốn đạt được mục tiêu cao, phải thử thách bằng thái độ cầu tiến, đi lên với ý chí mạnh mẽ rằng bất luận là gì, phải leo lên, phải hướng thẳng đến đỉnh cao. Dám đặt ra mục tiêu cao và nỗ lực một cách thẳng thắn. Công ty Kyocera đã khởi đầu từ việc mượn nhà kho công ty điện khí Miyake, khu phố Nishinokyo Haramachi, quận Nagagyo ở Kyoto. Các cán bộ của Kyocera biết rõ tình hình lúc ấy, kể rằng tôi thường nói với nhân viên thế này: đã bỏ công xây dựng công ty Kyocera này rồi, chúng ta hãy cố gắng, trước hết là trở thành công ty số 1 khu phố Haramachi này. Thành số 1 Haramachi rồi, thì tiếp theo hãy làm sao để trở thành số 1 quận Nagagyo. Trở thành số 1 quận Nagagyo rồi, thì thành số 1 Kyoto. Số 1 Kyoto rồi thì cố gắng thành số 1 Nhật Bản. Số 1 Nhật Bản rồi thì cố gắng trở thành công ty số 1 thế giới. Khi mới thành lập chưa được bao lâu, tôi đã nói như thế với mọi người. Trên đường đến công ty của tôi có công ty công cụ máy móc Kyoto. Đó là công ty thầu gia công, đóng bộ các dụng cụ sửa chữa xe hơi như cờ lê, mỏ lết v.v. cho các hãng sản xuất xe hơi. Chúng tôi thường chứng kiến hình ảnh nhân viên ở đó ra sức làm việc từ sáng đến tối không ngơi tay. 11, 12 giờ đêm, khi tôi chuẩn bị về, họ vẫn đang tiếp tục cố gắng. Rồi sáng hôm sau, khi tôi đến công ty, thì họ đã có mặt, cố gắng làm việc như hôm trước. Đến mức tôi cứ tự hỏi, họ ngủ khi nào? Vì vậy, tuy nói phải trở thành công ty số 1 khu phố Haramachi, nhưng để được như vậy, phải vượt qua công ty công cụ máy móc Kyoto này. Sau đó, nếu muốn trở thành số 1 quận Nagagyo, thì còn có xưởng chế tạo Shimazu, nơi về sau đã cống hiến cho Nhật Bản một giải thưởng Nobel hóa học, nằm bên kia đường ray tàu điện. Chú thích: Tanaka Koichi, sinh năm 1959, một trong ba người đoạt giải Nobel hóa học năm 2002 với công trình phát triển cách thức nhận diện và phân tích các đại phân tử sinh học. Ông Tanaka lúc ấy là nhân viên công ty Shimazu. Hai người còn lại là John B. Fenn của Mỹ, Kurt Wyrick ở Thụy Sĩ. Hết chú thích. Chuyên môn của tôi cũng là hóa học. Thời đại học tôi từng sử dụng máy đo của công ty Shimazu nên biết rõ năng lực kỹ thuật ưu việt của họ. Để trở thành số 1 quận Nagagyo, tôi cũng phải vượt qua xưởng chế tạo Shimazu. Nhưng dù biết là chuyện không dễ dàng gì, tôi vẫn tiếp tục nuôi giấc mộng số 1 quận Nagagyo, số 1 Kyoto, số 1 Nhật Bản, số 1 thế giới. Đồng thời tôi nghĩ, nếu muốn trở thành số 1 thế giới thì phải có triết lý, có cách nghĩ phù hợp với vị thế đó. Tôi ví việc đó như leo núi. Như đội leo vách núi trong trường, việc leo những ngọn núi nhỏ gần đó với tâm trạng đi dạo và việc leo những đỉnh núi cao trên thế giới vào mùa đông khác nhau hoàn toàn từ trang bị cho đến tập luyện. Vậy thì Kyocera nhắm đến ngọn núi nào? Khởi nghiệp rồi, với tư cách một doanh nghiệp vừa và nhỏ, lên sàn chứng khoán rồi, thì chỉ cần phát triển vừa phải cũng xem là thành công, hay sẽ là một doanh nghiệp hướng đến mục tiêu số 1 thế giới, liên tục nỗ lực không thua bất kỳ ai,
thường xuyên cầu tiến hướng đến tầm cao hơn. Nếu là vế đầu thì chỉ cần trang bị vừa đủ, tức có thể chỉ cần chút triết lý, cách nghĩ ở mức độ phù hợp với mục tiêu thấp là leo những ngọn núi thấp. Còn nếu chọn vế sau, nếu hướng đến mục tiêu số 1 thế giới thì chắc chắn cần có triết lý, cách nghĩ, lý tưởng cao đẹp, nghiêm túc thực sự để phù hợp với mục tiêu đó. Tôi cũng đã nói chuyện đó với nhân viên Kyocera. Mục tiêu mà tôi muốn đạt thành trong đời là như leo lên đỉnh, lên chóp núi cao mà trên đó không có gì cao hơn nữa. Khi còn nghiên cứu ở công ty cũ, tôi cũng đã không nghĩ gì đến thân mình, đã muốn leo ngọn núi gần như không thể leo. Nay tôi cũng đang leo lên vách núi thẳng đứng. Tôi rất mong mọi người theo sau tôi. Thế nhưng leo thẳng đứng ngọn núi sừng sững nguy hiểm như vậy, chỉ cần trượt tay, sảy chân là có thể rơi xuống vực sâu ngàn dặm bên dưới, nên ai cũng cứng người, chân nặng trịch, lòng đầy hoảng sợ là chuyện đương nhiên. Có người nói, tôi không theo được, tôi xin nghỉ. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi vẫn hiên ngang leo tiếp, nhưng bất chợt tự hỏi chính mình, biết đâu mọi người đều nghĩ không thể theo cách sống khắc nghiệt như vậy. Nếu vậy thì đâu cần phải leo núi thẳng đứng chi cho khổ cực. Đi đường vòng, đường mòn bên dưới, rồi từ từ leo lên cũng được mà. Nhưng rồi tôi lại hỏi trái tim mình, lại nghĩ, không, mình không muốn dùng cách lề mề như thế. Đó chỉ là lời thì thầm của ma quỷ mà thôi. Trước ngọn núi trắc trở là mục tiêu cao, nhưng đi đường vòng để leo chẳng khác nào thỏa hiệp với người đời, với những gì thường thức. Không, hơn thế nữa là thỏa hiệp với chính mình để sống mà thôi. Thái độ, tư thế đó rốt cuộc sẽ khiến ta kết thúc cuộc đời mà hoàn toàn không chạm vào được mục tiêu đã đề ra ban đầu. Để chắc chắn đạt được mục tiêu cao quý, lý tưởng, dù không ai theo cùng, dù bản thân có rơi từ trên cao xuống vực sâu, tôi vẫn muốn bám lấy từng vách đá, chinh phục khó khăn để leo thẳng lên. Nhưng nếu vậy, có thể cả 7 người cùng nhau thành lập Kyocera, không ai leo cùng tôi. Tôi cũng lo lắng khi nghĩ đến điều đó. Tôi còn nhớ thời gian đó tôi đã nói với vợ rằng, cho dù mọi người không ai theo tôi, nhưng mình hãy tin tôi và ở sau động viên tôi nhé. Đó không phải là những lời chặn họng từ trước, mà thật lòng tôi đã rất lo sợ khi nghĩ đến việc không ai theo mình. Đó là những lời thành thật tôi nhờ vợ rằng, mong muốn mình hãy tin tôi. Tôi đã quyết tâm thật mạnh mẽ trong lòng rằng, chỉ cần một mình vợ tin mình, theo mình đến bất kỳ đâu thì dù có khó khăn ra sao, nhất định mình không từ bỏ việc leo núi thẳng đứng. Thực tế 7 người bạn chí cốt từng cùng nhau vắt từng giọt mồ hôi, lẫn bột, nguyên liệu, gốm, kỹ thuật đã tin tưởng và đồng hành cùng tôi. Từ trái tim đến trái tim, chúng tôi đã kết nối với nhau như thế, sáng lập Kyocera và về sau vẫn đi xuyên suốt một con đường hướng lên tầm cao. Nếu muốn đạt mục tiêu cao cả, phải có một ý chí mạnh mẽ. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, phải hướng đến đỉnh cao, phải leo lên đó một cách thẳng thắn. Với một tư thế thẳng đứng hiên ngang, dù là ngọn núi cao hiểm trở, phải tiếp tục giữ vững ý chí leo lên thật thẳng. Đó mới chính là điểm cốt lõi để đạt thành tựu trong đời. Dũng khí. Dũng khí không phải là tự tin với sức mạnh của cánh tay, tự hào mình mạnh mẽ hay giỏi cãi vã. Những gì mà một người vốn dĩ tính tình trầm lặng, nhút nhát, thận trọng, nhưng qua nhiều lần đấu tranh tích lũy kinh nghiệm có được, mới chính là dũng khí thật sự. Người vứt bỏ được bản thân là người mạnh mẽ. Người có sức mạnh cơ bắp lại nói những lời đao to búa lớn thường được cho rằng mạnh mẽ, có thể trông cậy được. Nhưng thực tế khi xảy ra chuyện thường không được tích sự gì. Trong thực tế tôi đã gặp nhiều người chỉ biết nói như thế. Ngược lại tôi nhận thấy có những người bình thường trông có vẻ nhút nhát, trầm tính, tinh tế, thường phát huy được dũng khí khi có chuyện. Nhớ lại những chuyện từng trải qua từ trước đến nay, tôi cho rằng dũng khí không phải là tự tin với sức mạnh của cánh tay, tự hào mình mạnh mẽ hay giỏi cãi nhau. Những gì mà một người vốn dĩ tính tình trầm lặng, nhút nhát, thận trọng, nhưng qua nhiều lần đấu tranh, tích lũy kinh nghiệm có được, mới chính là dũng khí thật sự. Tôi nghĩ được như vậy có thể là vì tôi vốn là người nhút nhát hay sợ sệt. Lúc nhỏ tôi rất mít ướt. Những năm đầu tiểu học, chạy chơi nghịch phá trong nhà thì giỏi, nhưng tôi không tài nào tự đi học một mình,
Nếu mẹ đi cùng thì tôi mới chịu đi học. Nhưng khi mẹ vừa đưa vào lớp, chuẩn bị ra về là tôi òa khóc nức nở. Sau đó, dù trở thành đứa trẻ đầu têu trong các trò nghịch ngợm, nhưng tính cách bẩm sinh thì không thay đổi. Cả khi tốt nghiệp đại học, từ Kagoshima lên Kyoto, tôi cũng chỉ nói phương ngữ. Kagoshima nên rất sợ những cuộc điện thoại phải trả lời bằng giọng chuẩn. Đến mức khi điện thoại reng ngay bên cạnh, tôi vẫn phải nhờ ai đó bắt máy giùm. Tôi chỉ là một thanh niên tỉnh lẻ nhút nhát như thế. Vì vậy, khi mới sáng lập Kyocera, tôi đã vô cùng bất an, lo lắng liệu mình có thể hoàn thành nhiệm vụ của một người lãnh đạo không. Không những không tin rằng mình phù hợp với vị trí của một nhà lãnh đạo, một người kinh doanh, mà ngược lại tôi thậm chí còn nghi ngờ bản thân. Nhưng mặt khác, trong lòng tôi trỗi dậy ý chí mạnh mẽ. Khi nghĩ đến 7 người bạn chí cốt đã tin tưởng đánh cược cả cuộc đời vào một thanh niên mới 27 tuổi như tôi, nghĩ đến 12 nhân viên trẻ ôm ấp kỳ vọng tươi sáng trong đời, có người chỉ mới tốt nghiệp trung học cơ sở, rằng nhất định không thể để họ bơ vơ lạc lõng trên đường đời. Gì thì gì, tôi không được để công ty này sụp đổ. Làm gì thì làm, phải xây dựng sự nghiệp này thành công. Trong đầu tôi chỉ duy nhất một suy nghĩ đó, tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ phải bảo vệ công ty, phải bảo vệ nhân viên đã tiếp cho tôi dũng khí. Tôi nhớ một chuyện thế này. Thời kỳ mà nhà kho mượn lúc sáng lập công ty không đủ để sản xuất, Kyocera mở nhà máy mới ở tỉnh Shiga. Nhân viên phải đi đi về về Kyoto và Shiga. Một đêm nọ, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ cảnh sát. Nhân viên công ty anh tông chết người trên đường quốc lộ tỉnh Shiga. Chúng tôi đề nghị anh đến ngay. Lúc đó khoảng 2-3 giờ đêm, nhưng tôi đã phóng như bay đến hiện trường. Theo lời cảnh sát tường thuật, người nhân viên đó lái xe vận chuyển vật liệu đến nhà máy Shiga. Nửa đêm, trên đường về lại Kyoto, không kịp tránh một người đàn ông thình lình phóng ra quốc lộ. Lúc đó, nạn nhân đã uống rượu, mới từ tiệm rượu bước ra. Người nhân viên lái xe đó còn rất trẻ, tốt nghiệp đại học và mới đi làm chừng 1-2 năm, rất chăm chỉ, nghiêm túc. Khi tôi đến hiện trường, cậu ấy mặt cắt không còn giọt máu, chỉ biết khóc. Cảnh sát cũng lo lắng, sợ cậu ấy làm chuyện dại dột, phóng ra đường để tự sát. Vừa may có một tiệm ăn cách hiện trường chừng 50 mét, tôi xin phép cảnh sát dẫn cậu ấy đến đấy để trấn an tinh thần. Chắc từ tối qua đến giờ, cậu chưa ăn phải không? Ăn chút gì lót dạ đi đã. Tôi dỗ, nhưng cậu ấy không đụng đũa, chỉ tiếp tục khóc. Không còn cách nào khác, tôi để cậu ấy nghỉ ngơi, còn mình ngồi cạnh cho đến sáng, không chợp mắt. Buổi sáng sau khi cảnh sát điều tra, tôi dẫn cậu ấy đến nhà nạn nhân để xin lỗi. Thế nhưng, khi đến trước cửa, cậu ấy khuỵu xuống, không thể bước vào. Tôi đứng ra giải thích sự tình, giới thiệu mình là giám đốc công ty đến xin lỗi gia đình. Tôi dập đầu xuống chiếu, nói, nhân viên tôi đã phạm một lỗi không thể cách nào sửa được. Tôi thật không có lời xin lỗi nào thích đáng. Nhưng người nhà nạn nhân vô cùng tức giận. Về đi, trả lại người cho chúng tôi. Thi thể nạn nhân cũng đã được tẩm liệm, người nhà cũng tập hợp đông đúc. Sự hiện diện của chúng tôi ở đó quả thật không tiện chút nào. Cậu nhân viên chỉ biết dựa vào tay tôi mà khóc. Tôi vừa đỡ cậu ấy vừa xin phép gia đình nạn nhân. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Nhân viên tôi đã lỡ để xảy ra sự tình thế này. Dù có thế nào tôi vẫn xin chịu trách nhiệm. Hôm nay xin gia đình cho chúng tôi được thắp nén nhang cho người đã khuất. Không biết có phải họ thấy được thành ý của chúng tôi hay không. Nhờ vậy cuối cùng cho phép chúng tôi thắp nhang. Trên đường về tôi nói với cậu ấy, tất cả trách nhiệm thuộc về người đang lãnh đạo công ty là tôi đây. Tôi sẽ xử lý tất cả, nên cậu đừng lo lắng gì. Tôi tỉnh lên xem nào. Mãi rồi cậu nhân viên từ trạng thái hoảng loạn mới có thể tỉnh táo trở lại. Sau đó chúng tôi đã cố gắng đền bù cho gia đình nạn nhân bằng tất cả khả năng của Kyocera lúc đó. Có thể không đủ, nhưng gia đình họ cũng thông cảm cho chúng tôi. Năm xảy ra sự cố ấy, tôi chỉ mới khoảng 30, tôi chưa từng có kinh nghiệm xử lý những việc như vậy trước đó. Chưa kể, nếu ở tình trạng tinh thần bình thường thì có lẽ tôi cũng hoảng loạn không kém. Nhưng phải bảo vệ cậu nhân viên này và đền bù thỏa đáng cho tai nạn cậu ấy gây ra. Bằng những suy nghĩ đó mà trong lòng tôi trỗi lên dũng khí không thể ngờ đến, không chạy trốn mà sẵn sàng đối mặt với vấn đề trước mắt.
Từ kinh nghiệm đó, tôi đã nghĩ rằng việc luôn dũng cảm đối mặt với sự việc, dù đó là khó khăn nào, thật quan trọng vô cùng. Nguồn năng lượng sản sinh ra dũng khí đó chính là suy nghĩ, là sự thông cảm dành cho người khác, phải chấp nhận vứt bỏ bản thân. Bản thân ra sao cũng được, nhưng nếu dốc lòng vì người khác, thì lòng dũng cảm thực thụ sẽ xuất hiện. Chương 5. Phải tập trung sáng tạo. Cải thiện, cải tiến hôm nay hơn hôm qua, ngày mai hơn hôm nay, ngày mốt hơn ngày mai. Hoàn hảo, nếu chỉ một chút sao nhãn nỗ lực 1% cuối cùng, mà có khi tất cả quay về số 0. Để nỗ lực của bản thân đơm hoa kết trái, phải thường đặt yêu cầu tìm kiếm sự hoàn hảo. Thái độ đòi hỏi sự hoàn hảo, tạo nên sự tự tin. Từ khi còn trẻ, tôi đã chủ trương quán triệt chủ nghĩa hoàn hảo. Quán triệt chủ nghĩa hoàn hảo vừa là quan niệm đến từ tính cách của bản thân tôi, đồng thời là bắt đầu từ kinh nghiệm có được khi làm việc sáng tạo, là nghiên cứu phát triển. Trường hợp thử thách với đề tài nghiên cứu phát triển chưa từng có ai làm thì không có gì, kể cả những thứ như dữ liệu thí nghiệm, v.v. nên phải tự tay mình chạm lấy, dùng chân mình kiểm tra, bản thân phải tự mình vừa kiểm chứng tất cả, vừa tiến lên phía trước, nghĩa là phải thấy bản thân như chiếc compa để tự quyết định hướng quay. Lúc ấy, điều quan trọng nhất là lòng tự tin đối với chính bản thân. Con người có thể xác tín đối với bản thân cũng như với kỹ thuật. Phải nắm được sự xác tín chắc chắn đó. Người không có lòng tin rằng mình hoàn hảo thì không thể tự tin với một kết quả đến từ sự chuẩn bị tâm lý nửa vời, dở dang. Như vậy thì dứt khoát không thể làm những việc mang tính sáng tạo. Lấy ceramic làm ví dụ, trường hợp trộn lẫn với vài loại nguyên liệu nào đó, chỉ cần nhầm một loại nguyên liệu hay nhầm phân lượng hoặc cách trộn không đúng v.v. sẽ không có được đặc tính như mong đợi. Thực tế, từng có chuyện như thế này xảy ra khi tôi làm thí nghiệm. Khi trộn bột nguyên liệu trong phòng thí nghiệm, tôi đã dùng cối và chày làm bằng đá mã não. Tôi dự định hợp thành ceramic như thế này và cho nguyên liệu đã tính toán phân lượng vào, dùng cối để trộn. Thời gian trộn càng lâu, nguyên liệu sẽ càng được trộn đều hoàn toàn. Nhưng vấn đề là trộn bao lâu thì nguyên liệu sẽ đều. Để làm ra ceramic, phải trộn bột nguyên liệu là oxit magie và oxit canxi. Các bạn có thể tưởng tượng là bột mì cho dễ hiểu, nhưng là trộn bột mì khác màu. Lúc đầu màu sắc còn loang lổ, nhưng khi ra sức trộn đều, màu bột sẽ đồng đều. Trường hợp chất lỏng thì cũng có thể hòa với nhau, nhưng đây là chất rắn nên không thể biết được tình trạng pha trộn như thế nào để biết được các loại nguyên liệu đã hòa lẫn đồng đều chưa. Bột dù nhỏ đến mức đường kính chỉ 1/1000mm đi nữa, nhưng khi soi hiển vi vẫn thấy chưa được trộn lẫn hoàn toàn. Vì vậy, dù có định trộn cho thật đều đi nữa, thì vấn đề là trộn đến khi nào thì được. Dù dùng cối để trộn hay dùng dụng cụ nghiền bột, hỗn hợp, vừa nghiền vừa trộn, gọi là pot mill đi nữa, chúng tôi vẫn gặp khó khăn trong việc xác định thời điểm bột đã được trộn hoàn toàn. Vì vậy, tôi luôn vừa trộn nguyên liệu bằng cối vừa nghĩ. Chỉ mỗi công đoạn trộn thôi cũng đã vất vả rồi, nhưng nếu tất cả các công đoạn không tiến hành cho hoàn hảo, thì không thể tạo ra ceramic lý tưởng mà mình mong muốn. Để tạo được một sự hoàn hảo, phải làm như thế nào? Giả sử thất bại vì một chút bất cẩn ở công đoạn nào đó, thì tất cả từ tiền nguyên liệu, chi phí gia công, tiền điện, v.v. đổ vào đấy đều đổ sông đổ biển. Điều đó không chỉ gây tổn thất cho công ty, mà còn làm phiền khách hàng vì giao hàng chậm trễ. Thời Kyocera còn là một công ty nhỏ, chúng tôi hầu như sản xuất theo đơn đặt hàng của khách. Ban kinh doanh đến chỗ khách hàng đàm phán, khách đặt, làm cho chúng tôi linh kiện ceramic như thế này, đến ngày đó giao hàng, rồi nhân viên kinh doanh sẽ nhận đơn hàng, hứa, nhất định chúng tôi sẽ đúng hẹn. Công ty lên kế hoạch sản xuất máy móc, dùng cho linh kiện đó, và phải làm sao để đến đúng hẹn là giao hàng. Nhưng đến hẹn thì chỉ vì một chút sơ sót mà hàng bị lỗi, nếu tính thành phẩm đó từ lúc trộn nguyên liệu cho đến khi hoàn thành tổng cộng mất 15 ngày, thì khi thất bại ngay trước khi xuất xưởng
phải tốn thêm 15 ngày nữa. Phải xin khách hàng, xin chờ chúng tôi thêm 15 ngày nữa. Thế là khách hàng sẽ mắng. Chỉ vì đặt hàng cái công ty bé xíu như chỗ các người mà kế hoạch sản xuất của chúng tôi rối loạn cả lên. Sẽ không làm ăn với các anh nữa, vân vân. Nhân viên kinh doanh sẽ ra về trong tuổi hổ. Thế rồi phải đến khách hàng lần nữa, thành tâm thành ý xin lỗi, hứa sẽ giao hàng trong thời gian sớm nhất có thể. Chính nhờ nếm trải những cay đắng như thế mà chúng tôi thấm thía, chỉ cần một lỗi dù nhỏ đến đâu đi nữa vẫn sẽ gây nên những rắc rối to lớn. Do đó, Kyocera đã xây dựng xuyên suốt một chính sách sản phẩm hoàn hảo từ trước đến nay. Nghĩa là tất cả mọi công đoạn, từ khi sản xuất cho đến khi giao hàng, dù chỉ là lỗi không phẩy mấy phần trăm đi nữa, mọi nỗ lực từ trước đến lúc đó đều như bong bóng xà phòng. Phải hướng đến sự hoàn hảo, quán triệt chủ nghĩa hoàn hảo đến mức khắt khe, không lơ là một chút nào, dù chỉ khoảnh khắc. Đây chính là thế giới sản xuất hàng hóa. Ngay cả trong cuộc đời hay công việc cũng vậy, chỉ vì một chút biếng nhác, lười nỗ lực ở những phần trăm cuối cùng, có khi tất cả đều trở về không, để những nỗ lực của chính bản thân ta đơm hoa kết trái. Phải luôn tìm kiếm, đòi hỏi sự hoàn hảo. Thách thức, để làm trọn vẹn những điều mới mẻ, cần có tinh thần quyết tâm, dù có chuyện gì vẫn phải hoàn thành việc này. Nếu không phải kiểu người dù gặp trở ngại ra sao vẫn có thể nỗ lực để vượt qua, thì không được thách thức. Giữ tinh thần chiến đấu kiên định, không từ bỏ. Từ thách thức vốn là từ có âm hưởng rất hay, nghe rất oai phong hùng dũng, nhưng để làm trọn vẹn điều mới mẻ cần có trái tim chiến đấu đến cùng, dù có chuyện gì vẫn phải hoàn thành việc này. Nếu không như vậy, từ thách thức chỉ là lời nói ngoài miệng, nghe rất sáo rỗng. Tôi cho rằng nếu không phải kiểu người dù gặp trở ngại ra sao vẫn có thể tiếp tục nỗ lực để vượt qua thì không được thách thức. Khi chịu nhiều áp lực và khó khăn dưới muôn hình vạn trạng thì chúng ta thường buông xuôi, có khuynh hướng thỏa hiệp, bẻ cong tín niệm thuở ban sơ của chính mình, nguồn năng lượng để lật ngược lại tâm thế trước những áp lực khó khăn đó, không gì khác là trái tim chiến đấu, không chịu khuất phục của người đó. Phải luôn đốt cháy ý chí chiến đấu mãnh liệt, rằng nhất định không thua, nhất định phải hoàn thành. Trong nội bộ công ty Kyocera tôi thường nói, khi nói không được nữa rồi, có nghĩa là bắt đầu công việc. Đó là câu nói đúc kết từ kinh nghiệm của tôi khi còn trẻ. Khoảng thời gian mới thành lập Kyocera để đảm bảo kiếm được chút cháo cho ngày hôm sau, chúng tôi phải liên tục tỏa đi tìm khách hàng mới. Nhưng Kyocera thuở ấy không tên tuổi, không uy tín, không thành tích thực tế, nên hầu như đi chào hàng ở đâu cũng đều bị từ chối. Tiếc nhất là khi đến một hãng sản xuất máy móc về điện nọ, thời ấy thật sự tôi không biết gì, nên tự tiện đến nơi và nói với bảo vệ xin gặp người phụ trách kỹ thuật của bộ phận sản xuất ống chân không. Tôi đã bị đuổi ngay từ ngoài cổng vì đến thình lình không hẹn trước thế này thì không được. Thế nhưng tôi vẫn không từ bỏ, năm lần bảy lượt đến, cuối cùng cũng gặp được người phụ trách kỹ thuật. Tuy nhiên người ấy đã từ chối thẳng thừng thế này: anh không hiểu gì về công ty chúng tôi cả. Công ty chúng tôi là tập đoàn tài phiệt, vì vậy chúng tôi chỉ mua ceramic từ công ty cùng tập đoàn. Cho dù người của một công ty vô danh chẳng có chút thành tích nào như Kyocera đến bao nhiêu lần đi nữa, cũng dứt khoát không có chuyện mua từ các anh. Thật sự lúc đó tôi không biết phải ứng xử thế nào, phải làm gì với những trở ngại sừng sững trước mặt, kể cả những giao dịch mang tính truyền thống như thế. Nhân viên kinh doanh đi cùng tôi lúc ấy cũng thất vọng não nề, nhưng tôi với tư cách lãnh đạo thì không được gục ngã, nên động viên cậu ấy. Khi bị từ chối là khi bắt đầu công việc đấy. Công việc đó là nghĩ cách làm sao để giải tỏa tình trạng khó khăn bế tắc. Đó cũng là lời tôi tự nói với chính mình. Cứ như thế chúng tôi đã tiếp tục đến thăm khách hàng, tìm kiếm đơn đặt hàng một cách nhẫn nại, nhất định không từ bỏ dù có phải gặp tình trạng khó khăn. Nan giải ra sao? Có thể ví những nỗ lực đó như những giọt nước nhỏ giọt trên một tảng đá lớn, nghĩa là nếu chỉ một giọt nước thì không thể nào làm tảng đá suy chuyển, nhưng nếu cứ tiếp tục không ngừng thì cuối cùng dù chỉ là giọt nước nhỏ bé cũng có thể khoan thủng tảng đá. Nếu tiếp tục thách thức với một ý chí mạnh mẽ như vậy, chắc chắn con đường huyết mạch sẽ được khai thông. Thực tế sau đó Kyocera đã nhận được đơn đặt hàng thành phẩm ceramic từ công ty từng cho rằng không thể giao dịch đó.
dù chúng tôi không thuộc tập đoàn của họ, chưa có uy tín lẫn thành tích nào với các doanh nghiệp điện tử khác cũng vậy. Kyocera là một công ty như thế, thách thức mọi khó khăn bằng một ý chí mạnh mẽ. Công ty đã nhận những đơn hàng tưởng chừng không thể. Hơn thế nữa, dù là những đơn đặt hàng khó nhằn bao nhiêu đi nữa, vẫn cố gắng giao hàng đúng hẹn, khai thác khách hàng mới, mở rộng và nâng cao thành tích của công ty. Khi đó, điều quan trọng là tin vào khả năng thực hiện, tiếp tục tìm kiếm con đường giải quyết. Ngay cả khi cục diện khó khăn thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn ra sức suy nghĩ cách khai thông rằng những phương pháp lâu nay không được. Vậy liệu có phương pháp khác không? Chắc chắn phải có cách giải quyết chứ. Dù tình trạng khó khăn đến đâu đi nữa, cũng phải xem xét hết mọi điều kiện và nghĩ cách cụ thể để xử lý tình trạng nan giải đó. Dẫn dắt thách thức đi đến thành công là những xoay sở sáng tạo như thế, là việc nghĩ cách cụ thể để giải quyết vấn đề và là sự cân bằng cân đối trong tất cả sự việc. Thách thức không đơn giản chỉ là sự nhẫn nại, mạnh mẽ, cũng không phải chỉ biết tin vào khả năng, mà thách thức là phải suy nghĩ thấu đáo, triệt để, đối sách cụ thể, làm thế nào để có thể khai thông cục diện khó khăn. Chính sự nỗ lực không ngừng, không thua bất kỳ ai, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhất định giữ vững lòng tin, nhất định không từ bỏ, và nhẫn nại suy nghĩ, tìm mọi cách để giải quyết, sẽ giúp chúng ta thay đổi cục diện tưởng chừng khó khăn và hướng thách thức đi đến thành công. Nghiên cứu sáng tạo mỗi ngày, dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng sẽ dẫn đến sự đột phá khi nó được tích lũy đủ. Dốc lòng trọn vẹn cho ngày hôm nay, thường xuyên làm công việc mang tính sáng tạo. Từ khi số lượng nhân viên còn chưa đến 100 người, tôi đã nói, Kyocera đứng ở tầm nhìn toàn cầu và tiến lên thành Kyocera của toàn cầu. Dù là một công ty nhỏ bé, nhưng việc hướng tầm nhìn ra ngoài thế giới có nghĩa là có mục tiêu cao đẹp và to lớn. Nếu tự mình xác lập mục tiêu to lớn, có thể tập hợp được năng lượng hướng về mục tiêu ấy và có thể đạt thành sự nghiệp to lớn, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trên thực tế, không phải hướng đến mục tiêu đó, mà là nỗ lực hết sức mình để sống mỗi ngày. Nếu hôm nay sống nỗ lực hết mình, tự khắc sẽ thấy được ngày mai. Nếu ngày mai sống hết mình, sẽ hình dung được cả tuần. Nếu sống hết sức mình một tuần, sẽ thấy được cả tháng. Nếu sống nỗ lực một tháng, sẽ thấy được một năm. Nếu sống nỗ lực năm nay, sẽ thấy được năm tới. Quan trọng là phải sống hết mình, giúp toàn lực cho từng khoảnh khắc đó. Tôi đã nghĩ vậy và nỗ lực hết mình để từng bước chắc chắn đạt được mục tiêu hàng ngày. Nhiều người đưa ra mục tiêu thật cao, nhưng khi thấy bước tiến của mình quá chậm thì mau chóng từ bỏ giấc mơ hoàn thành mục tiêu đó. Thế nhưng trường hợp của mình, tôi chỉ nhìn thấy mục tiêu của một ngày trước mắt. Nếu cố gắng làm việc, một ngày sẽ trôi qua nhanh chóng. Nhưng khi tích lũy từng bước của mỗi ngày, thì cuối cùng có thể đạt được mục tiêu trở thành số một thế giới, vốn rất xa vời. Nếu cứ nghĩ đến việc bước đi trên con đường quá đỗi xa xôi, bạn sẽ dễ dàng ngán ngẩm và cảm thấy mình không có năng lực, trở nên mềm yếu. Hãy cất mục tiêu cao xa đó trong ý thức tiềm tàng của bản thân, chỉ tiếp tục bước đi thật vững chãi với mục tiêu của từng ngày trước mặt. Làm vậy, bạn sẽ đi được đến nơi không thể tưởng tượng được. Nói vậy, nhưng khi lặp đi lặp lại công việc đơn giản mỗi ngày, ai cũng sẽ chùng xuống. Vì vậy, tôi đã tự mình nghĩ ra cách để công việc đơn điệu không trở nên nhàm chán, đồng thời giúp tăng tốc, nỗ lực một cách đơn giản. Đó là nghiên cứu sáng tạo. Thoạt nghe, nghiên cứu sáng tạo có vẻ khó khăn, nhưng đó chỉ là việc gia tăng cải thiện, cải tạo ngày mai tốt hơn hôm nay, ngày mốt hơn ngày mai và cứ thế. Dù cùng một nghiên cứu, cùng một công việc, nhưng hôm nay thử làm bằng cách này xem sao. Ngày mai thử xem có cách nào hiệu quả hơn nữa không. Tôi thường xuyên lưu tâm nghiên cứu như vậy. Sự nghiên cứu sáng tạo như thế sẽ tạo nên sự tiến bộ, phát triển tuyệt vời đến mức ngay cả bản thân ta cũng không nghĩ đến. Sự nghiên cứu sáng tạo của một ngày, dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng cuối cùng sẽ là một bước dẫn đến sự thay đổi to lớn khi nó được tích lũy. Những bước đi của Kyocera đã chứng minh điều đó. Thời gian đầu sáng lập Kyocera, gốm kỹ thuật cao vẫn chưa được công nhận như một vật liệu dùng trong công nghiệp, do khó đưa ra được đặc tính và độ chính xác. Nhưng một Kyocera non trẻ, xuất phát sau cùng và yếu ớt nhất ngành gốm kỹ thuật lúc bấy giờ, đã thành công trong việc phát triển thành phẩm tốt, có thông số kỹ thuật cao
mà giá thành không có vẻ gì là đắt cả, đến mức các doanh nghiệp lớn đi trước cũng kiêng nể. Kyocera cứ liên tục thành công như thế. Ngoài ra, Kyocera còn hướng đến việc ứng dụng trong các lĩnh vực mới, nỗ lực khai thác thị trường mới. Bằng những thử thách như vậy của Kyocera, gốm sứ kỹ thuật nay đã trở thành một vật liệu công nghiệp không thể thiếu trong đời sống con người, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực và được áp dụng hiệu quả trong các lĩnh vực công nghệ tân tiến nhất. Ví dụ, thiết bị thăm dò tiểu hành tinh, phi thuyền không người lái Hayabusa của Nhật, phi thuyền đầu tiên trên thế giới thành công trong việc đem các mẫu đất đá từ tiểu hành tinh về trái đất, có pin ion lithium, sử dụng linh kiện gốm sứ kỹ thuật cao của Kyocera với các tính năng ưu việt về độ bền, tính chống ăn mòn, chịu nhiệt, cách nhiệt. Ngoài ra, vỏ hộp gốm sứ kỹ thuật của Kyocera được sử dụng trong trái tim của siêu máy tính K đáng tự hào của Nhật. Với tư cách người tiên phong trong lĩnh vực gốm sứ kỹ thuật như vậy, Kyocera có thể cống hiến cho ngành nghề và cho sự phát triển công nghệ khoa học là nhờ thành quả có được từ việc thường xuyên lưu tâm đến công việc mang tính sáng tạo, nghiên cứu sáng tạo không ngừng, rằng ngày mai hơn hôm nay, ngày mốt phải hơn ngày mai. Biến ước mơ thành hiện thực không gì khác hơn là từ việc tích lũy những nỗ lực giản dị mỗi ngày. Chương 6: Không gục ngã trước thất bại. Coi tai họa là món quà trời ban cho chúng ta. Khổ nạn, điều quan trọng là không nhìn khổ nạn hay nghịch cảnh một cách tiêu cực, không chìm trong ca thán mà hãy xem đó là một cơ hội tốt để ta củng cố ý chí của mình hơn nữa và hiên ngang đối mặt với chúng. Chịu đựng được gian nan khổ đau, con người sẽ trưởng thành. Khi còn bé, tôi thường được bố mẹ dạy, còn trẻ thì tranh thủ mua việc cực khổ vào người đi. Và tôi thường hay phản bác, bố mẹ đừng có bán việc cực khổ chứ. Nhưng bây giờ nhớ lại, những lời của bố mẹ thật đúng đắn. Cực khổ là cơ hội có một không hai, giúp ta nhìn lại bản thân mình để trưởng thành, như câu lửa thử vàng, gian nan thử sức. Nhờ có cái gọi là cực khổ gian nan, con người mới được trui rèn. Không có cực khổ gian nan, không thể nâng cao bản lĩnh con người. Điều quan trọng là không nhìn khổ nạn hay nghịch cảnh một cách tiêu cực, không chìm trong ta thán, mà hãy xem đó là cơ hội tốt để ta củng cố ý chí của mình hơn nữa và hiên ngang đối mặt với chúng. Saigo Takamori, một vĩ nhân của quê hương Kagoshima của tôi, cũng là một nhân vật quan trọng trong công cuộc minh trị duy tân, đã từng trải qua kinh nghiệm như thế. Chú thích: Saigo Takamori sinh năm 1828, mất năm 1877, là một trong những samurai có ảnh hưởng mạnh mẽ trong cuộc chiến lật đổ chế độ Bakufu, tức là Mạc Phủ, chuyển sang thời kỳ Meiji Isshin, tức là minh trị duy tân, được mệnh danh là samurai chân chính cuối cùng. Tác giả đã từng giới thiệu Saigo Takamori qua quyển sách được dịch sang tiếng Việt với nhan đề Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế, nhà xuất bản Trẻ năm 2016, hết chú thích. Khi đối mặt với vấn đề hắc thuyền của Paris, cả nước Nhật chạy theo tư tưởng tôn hoàng nhương di, tức là suy tôn thiên hoàng, đánh đuổi ngoại bang. Chú thích: Hắc thuyền của Paris chỉ sự kiện hắc thuyền hạm đội Mỹ do phó đề đốc Matthew Perry tiến vào Nhật Bản năm 1853. Hết chú thích. Saigo Takamori cũng vậy, thế nhưng Mạc Phủ bắt đầu triển khai công cuộc thanh trừng với quy mô lớn gọi là An Chính Đại Ngục. Chú thích: Ansei no Taigoku, năm 1858 đến 1859, do đại lão Inosuke gia tăng đàn áp phe tôn hoàng nhương di. Hết chú thích. Một nhà sư ở chùa Kiyomizu-dera, Kyoto, là bạn đồng chí hướng với Saigo, cũng thuộc đối tượng truy quét của Mạc Phủ vì ủng hộ tư tưởng này. Chú thích: Nhà sư Gesho, sinh năm 1813, mất năm 1858. Hết chú thích. Hai người họ vốn là bạn tâm giao tha thiết với tương lai nước Nhật khi ấy. Saigo dẫn nhà sư trốn về Satsuma. Chú thích: Một phiên sứ hùng mạnh thời bấy giờ, nay thuộc phía tây tỉnh Kagoshima. Hết chú thích. Thế nhưng, phiên phủ phiên
Satchima vốn trọng dụng Saigo đã mất. Người nắm thực quyền phiên Satchima là người em trai cùng cha khác mẹ của phiên chủ. Do vậy, phiên Satchima không muốn che giấu nhà sư. Saigo lấy làm xấu hổ khi không bảo vệ được bạn mình, cùng nhà sư quăng mình xuống vịnh Kinko khi đang trên đường bị đuổi đi. Một người dân phát hiện đã cứu hai người, nhưng nhà sư đã tắt thở, còn Saigo sống sót như một kỳ tích. Bằng hữu mất đi chỉ còn một mình sống sót, điều này cay đắng hơn cả cái chết, là một sự sỉ nhục khó lòng chịu đựng đối với một võ sĩ, nhất là võ sĩ phiên Satchima, vốn trọng sự trong sạch. Tương truyền sau đó một thời gian dài, người nhà thân hữu phải giấu hết dao kiếm khỏi tầm mắt Saigo vì lo ông sẽ tự sát. Phiên Satchima cũng lúng túng trong việc xử lý Saigo, không thể bỏ mặc một Saigo tuổi trẻ tài cao nhưng mạc phủ cũng còn đó. Cuối cùng, họ quyết định cho Saigo đổi tên, che giấu thân phận. Sau đó, họ xem như Saigo đã chết ở vịnh Kinko và đầy Saigo thật đã đổi tên ra đảo Amami Oshima. Thời ấy, Amami Oshima bị phiên Satchima áp dụng chính sách hà khắc, vô cùng đói nghèo kiệt quệ. Saigo đã bị giam trên hòn đảo nghèo đói gần 2 năm. Trong khoảng thời gian đó, ông vẫn tiếp tục tự học sách cổ Trung Quốc như Tứ Thư, Ngũ Kinh và cả Dương Minh Học. Chú thích: Tứ Thư, Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử do Chu Hy lựa chọn, và Ngũ Kinh, Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thư do Khổng Tử biên soạn, hợp lại thành 9 bộ sách chủ yếu làm nền tảng trong Nho giáo. Dương Minh Học do nhà tư tưởng Vương Dương Minh, sinh năm 1472, mất năm 1528, sáng lập ở Trung Quốc và có ảnh hưởng sâu sắc ở Nhật Bản. Học thuyết này chủ trương tâm, đạo và đời là một. Hết chú thích. 2 năm sau, Saigo được trả về Kagoshima trong thời loạn Mạc Mạc. Hay tin ông trở về, những người trẻ lần lượt kéo đến dưới trướng, khiến cha ruột phiên chủ khó chịu, quy vào tội lôi kéo người trẻ lập phái cấp tiến, nên lại đẩy ra đảo lần nữa. Lần này là đảo Okinuerabu, còn xa hơn cả đảo Amami Oshima. Cuộc sống ở đây cùng cực không thể nào hơn. Ông bị nhốt trong một nhà giam sơ sài không tường che chắn. Mưa rát mặt, nắng cháy da, thậm chí không được tắm rửa. Vì vậy, tóc tai râu ria cứ thế mọc dài ra, người đầy cáu bẩn và bốc mùi hôi thối. Thế nhưng ông vẫn tiếp tục ngồi thiền. Một võ sĩ cấp thấp trong phiên thấy cảnh đó, kinh ngạc trước sự cao quý của Saigo và ái ngại trước sự đối xử tệ bạc của phiên, nên đã xây phòng giam trong khuôn viên nhà mình để nhốt ông. Người võ sĩ này đã ra tay cứu Saigo bằng cách lý giải điều kiện giam cầm của phiên đưa ra là không có tường bao quanh, tránh mưa là được. Một cách khôn khéo như vậy. Trong căn nhà giam đó, Saigo lại tiếp tục tọa thiền, đọc sách và ra sức mài dũa bản thân hơn nữa. Về sau nhìn lại, việc đi đày là cơ hội sống còn đối với ông, vì trong khoảng thời gian đó, nhiều chí sĩ yêu nước như Yoshida Shoin đã bị sát hại trong các cuộc thanh trừng như An Chính Đại Lục, v.v. Chú thích: Yoshida Shoin, sinh năm 1830, mất năm 1859, là nhà tư tưởng nổi tiếng cuối thời Mạc Phủ, góp nhiều công sức trong công cuộc duy tân đất nước Nhật Bản đầu thời Minh Trị. Hết chú thích. Nếu lúc ấy Saigo còn ở Kyoto hay Edo, hẳn ông cũng đã bị Mạc Phủ giết. Có thể nói thời đại đã cứu sống ông. Sau khi trở về từ đảo Okinuerabu, Saigo bôn ba khắp nơi để hoạt động hướng đến Minh Trị duy tân. Khi còn trẻ, tôi thường nhớ đến trải nghiệm này của Saigo. Như đã nói, lúc nhỏ tôi từng bị lao thập tử nhất sinh, thi trượt 2 lần, nhà cửa thì bị bom đạn chiến tranh thiêu rụi. Anh và em gái đã phải nhường việc học cho tôi, vậy mà tôi thi rớt đại học. Không quen biết nên xin việc mãi không xong, thậm chí đã có lần tôi hận đời, nghĩ quẩn đến chuyện tham gia ban đảng xã hội đen. Khi thấy mình sao bất hạnh khốn khó quá. Nhưng nhìn lại, dù không đến mức như Saigo, nhưng chính nhờ vượt qua những khó khăn lúc trẻ đó mà ý chí tôi mạnh mẽ hơn một chút và mới có được tôi ngày hôm nay. Nếu tôi sinh ra và lớn lên trong sung sướng, không biết đến khó nhọc và thi đâu đậu đó, tuổi thanh xuân chỉ toàn màu hồng, hẳn cuộc đời tôi giờ đây đã khác.
thi vào trung học cơ sở trượt, thi vào đại học trượt, thi tuyển dụng cũng trượt nốt. Tôi đã trải qua một thời tuổi trẻ chỉ toàn màu xám với người khác. Điều đó có thể vô cùng bất hạnh. Bản thân tôi lúc ấy cũng không ít lần thốt lên, sao mà số phận của tôi bất hạnh thế này. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chính nhờ có một thời niên thiếu thanh xuân vất vả như vậy mới có tôi của hiện tại. Nếu tôi sống cuộc đời không biết đến khốn khó, tôi đã không nâng tâm tính con người trong mình được. Tôi sẽ không thu được lòng tin và kỳ vọng của cấp dưới khi lập công ty. Có thể nhờ những kinh nghiệm cay đắng lúc xưa, bản thân được tôi luyện và hình thành nên một con người chính là tôi, mà tôi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của một người lãnh đạo, một doanh nhân. Nghĩa là những bất hạnh khó khăn thời niên thiếu chính là món quà tuyệt vời mà ông trời đã ban cho tôi để có được hạnh phúc về sau. Dù rơi vào nghịch cảnh vẫn có thể sống lạc quan với lòng biết ơn trời Phật đã trao cho ta nghịch cảnh. Tôi tin rằng người sống như vậy thì những kinh nghiệm đó sẽ dẫn đến hạnh phúc tuyệt vời về sau. Nhẫn nại. Nếu nhận ra mình đã sai lầm, đừng khổ sở một cách vô ích, mà quan trọng là phải tạo suy nghĩ mới, chuyển sang hành động mới, sao cho lần tới không thất bại nữa. Điều đó mới là quan trọng. Tội nghiệp trong quá khứ biến mất khi bạn gặp khó khăn. Đời người thường xảy ra những điều khiến tâm hồn khổ sở, như những điều lo lắng hay những thất bại, v.v. Nhưng cũng như cốc nước bị đổ, không thể hốt lại. Những thất bại đã xảy ra rồi, thì dù có dằn vặt khổ sở đến mấy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hiểu như vậy mà vẫn cứ tiếp tục ôm trong lòng sự tiếc rẻ, giá mà suôn sẻ thì chỉ khiến tâm hồn trở nên yếu đuối, kéo theo sự mệt mỏi về thể xác, rồi khiến cuộc đời bạn bất hạnh mà thôi. Nhất định phải từ bỏ, không để những cảm xúc mệt mỏi, những dằn vặt trong tâm trí bị tích tụ lại. Những gì đã xảy ra thì đành chịu, nếu nhận ra mình đã phạm sai lầm, đừng khổ sở một cách vô ích, mà quan trọng là phải tạo suy nghĩ mới, chuyển sang hành động mới, sao cho lần tới không thất bại nữa, điều đó mới là quan trọng. Những gì đã xong thì dù có phản tỉnh sâu sắc, vẫn không để bị ảnh hưởng bởi những tình cảm, cảm xúc khiến bản thân mệt mỏi. Phải suy nghĩ về sự việc một cách lý tính, chuyển sang suy nghĩ mới, hành động mới ngay. Điều đó sẽ giúp cuộc đời trở nên tuyệt vời. Tôi cũng từng gặp phải khó khăn thế này. Đó là câu chuyện phát triển xương nhân tạo bằng ceramic cho những bệnh nhân bị tổn thương về xương khớp. Lâu nay xương nhân tạo thường được chế tạo bằng kim loại, thế nhưng kim loại vào trong cơ thể con người sẽ bị chảy ra, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Sau khi thử nghiệm tìm kiếm chất bất hoạt tính hơn, tôi biết ceramic phù hợp. Vì vậy, tôi đã phát triển lớp hông nhân tạo bằng ceramic dành cho các bệnh nhân có khớp hông có vấn đề hay xương hông bị lão hóa, không đi lại được. Tôi tiến hành tất cả các thử nghiệm cần thiết như thử nghiệm với động vật, v.v. được Bộ Y tế, nay là Bộ Y tế và Lao động và Phúc lợi Xã hội, cấp giấy phép bán hàng. Sản phẩm được đánh giá cao về tính năng tuyệt vời, bắt đầu được sử dụng trong các bệnh viện đại học nổi tiếng toàn quốc. Một trong những bệnh viện đó đề nghị phát triển khớp gối nhân tạo. Vì có rất nhiều người không thể đi lại do khớp gối suy giảm chức năng, nên họ đề nghị chúng tôi nhanh chóng phát triển khớp gối bằng ceramic. Khác với khớp hông, nếu không tiến hành thí nghiệm lâm sàng đầy đủ và không có giấy phép của Bộ Y tế, thì việc cung cấp khớp gối sẽ vi phạm luật về dược. Vì vậy, Kyocera đã từ chối lời đề nghị ấy, thế nhưng đối tác vẫn tiếp tục nài nỉ. Bệnh nhân gặp rất nhiều khó khăn, đây là việc cứu giúp người. Xương khớp nhân tạo bằng ceramic không có độc tính, kết quả ghép với hông cũng được thực tế chứng minh là ổn rồi. Vì vậy, chắc chắn dùng cho đầu gối cũng không có gì xấu đâu, nhất định sẽ không phiền gì đâu, hãy sản xuất đi. Bị nài nỉ đến vậy rồi thì chúng tôi đành làm thử sản phẩm giao cho họ. Sau đó, vì nhận được phản hồi, kết quả tốt lắm, cứ sản xuất nhiều hơn nữa đi, nên chúng tôi tiếp tục giao hàng. Sau đó vài năm, một nghị sĩ đã chất vấn ở Quốc hội. Gần đây, công ty hàng đầu Kyocera đang bán cho bệnh nhân khớp gối nhân tạo chưa được cấp phép, kiếm lời khủng. Vụ việc trở nên ầm ĩ, các báo, tạp chí liên tiếp viết Kyocera kinh doanh vô đạo đức. Không cần biết động cơ thế nào, nhưng rõ ràng việc không làm thủ tục pháp lý là một sai lầm không thể chối cãi. Chúng tôi hối lỗi và đã xin lỗi với tư cách công ty, cùng với hình thức xử phạt cấm sản xuất một tháng là việc công ty chủ động hoàn trả chi phí chữa bệnh,
cho những bệnh nhân có liên quan. Hơn thế nữa, để phòng chống tái diễn, chúng tôi thiết lập ban xử lý kiểm toán đặc biệt, xem xét lại chế độ quản lý của công ty. Dù vậy, công ty vẫn bị báo chí chỉ trích nhiều ngày liên tục, khiến thời gian đó chúng tôi trải qua những ngày khổ sở, tưởng chừng không thể chịu đựng nổi. Khi ấy, tôi tìm đến lão sư Nishikata Tanshichu, chùa Enbuku ở Kyoto, là người hướng dẫn của tôi. Hẳn sư thầy cũng đã biết tin qua báo chí, con đang gặp phải khó khăn rất lớn, con thật bối rối. Sau khi nghe xong câu chuyện của tôi, sư Tanshichu cười nói, điều đó là bằng chứng cho thấy anh Inamori đây đang sống. Khi tôi còn đang trong tâm trạng chẳng biết nên sống hay chết, thì vị sư thầy nói là bằng chứng đang sống. Tôi thật không hiểu rõ ý nghĩa của lời nói ấy, chăm chăm nhìn mặt nhà sư. Vì đang sống nên mới gặp khó khăn như vậy. Nếu chết rồi, khó khăn cũng chẳng phải gặp, là bằng chứng anh đang sống đấy. Tôi đã nghĩ chuyện đó là đương nhiên, nhưng những lời tiếp theo của sư thầy khiến tôi ngộ ra. Không biết là kiếp trước hay kiếp này, nhưng đó là cái nghiệp mà anh đã tạo ra trong quá khứ. Bây giờ nó trở thành kết quả và hiện ra. Đúng là bây giờ gặp tai họa thế này, vất vả thật đấy. Nhưng tội nghiệp mà anh đã tạo ra trong quá khứ, nay trở thành kết quả thì cũng là lúc cái nghiệp đó biến mất. Nghĩ rằng nghiệp biến mất rồi thì phải vui lên mới đúng chứ. Nếu phải đánh đổi sinh mạng thì gây go, chứ chỉ ở mức độ vài ba bài báo nói xấu thì chẳng phải đáng mừng sao. Ngược lại, phải chúc mừng đấy. Xuyên suốt, đó là một khó khăn mà tôi phải đối mặt trong công việc quản lý. Một cái nghiệp mà tôi đã tạo ra trong quá khứ, không biết ở kiếp trước hay kiếp này, nhưng nay kết quả đã xuất hiện. Khi được khuyên, nghĩ rằng nghiệp đã biến mất và phải chúc mừng, những khổ sở trong lòng tôi như tan ra trong khoảnh khắc. Nếu gặp phải những trở ngại khó lòng chịu đựng, dù đã làm điều đúng đắn, ta dễ bị suy sụp, khó có thể tiến lên phía trước. Nhưng quan trọng là chính những lúc ấy, ta không nên rơi vào tình trạng u sầu khổ não, mà phải hối cải sâu sắc, rồi nhìn về tương lai, mạnh mẽ, bước một bước tiến mới. Chính bằng cách như vậy mới có thể tận dụng khó khăn hiện tại thành cơ hội kết nối với tương lai mà không lãng phí. Tích cực. Nếu gặp phải một tai họa thoạt nhìn tưởng chừng rất tàn nhẫn, phải nghĩ rằng điều đó sẽ là điều tốt đối với tương lai người đó. Có thể đó là phần thưởng mà ông trời ban cho. Việc tốt hay việc xấu, tất cả đều là thử thách. Cuộc đời có những lúc thăng trầm, có khi may mắn hạnh phúc đong đầy, thì cũng có khi gặp phải khổ nạn. Cần có sự kiên nhẫn khi gặp phải khổ nạn. Dù có gặp phải điều tồi tệ, cũng không ca thán mà chỉ chịu đựng. Nhờ sự chịu đựng đó mà con người trưởng thành. Tôi cho rằng người có thể chịu đựng được sự khốn khó và người không thể sẽ tạo nên tương lai khác nhau hoàn toàn. Khi đối diện với khó khăn, bị vùi dập nên đành bỏ cuộc, đành thỏa hiệp hay nỗ lực hơn nữa để khắc phục. Đây là điểm phân chia ranh giới con người đã trưởng thành hay chưa. Ông trời nhất định không ban cho chúng ta một cuộc đời êm ả. Ông ban cho chúng ta nhiều thử thách khác nhau và lệnh cho chúng ta vừa đối diện với chúng, vừa bước đi trên con đường đời. Phải tiếp nhận những thử thách đó thế nào? Có người vui vẻ, ngoan ngoãn tiếp nhận với ý tốt, rồi nỗ lực chịu đựng một cách phi thường. Có người lại tiếp nhận một cách bi quan, suy sụp, và cuộc đời sẽ hoàn toàn khác biệt bởi cách tiếp nhận. Cuộc đời người lạc quan, tiếp nhận thử thách, sẽ mở ra rộng lớn phát triển. Ngược lại, cuộc đời của người đối mặt với thử thách một cách bi quan sẽ trở nên tồi tệ hơn. Tôi nghĩ cuộc đời buồn bã lại tiếp tục bào mòn tinh thần vắt kiệt sức của người đó. Điều quan trọng là tiếp nhận thử thách theo cách như thế nào. Không được để chỉ vì những khó khăn thời trẻ mà đánh mất cả cuộc đời, trở nên héo mòn. Bây giờ, dù có thế nào đi nữa, cuộc đời dài trong tương lai sẽ trở nên tuyệt vời, huy hoàng, tùy thuộc vào cách nghĩ trong tâm hồn. Người đang gặp phải bất hạnh bây giờ, hãy nghĩ rằng, còn trẻ mà phải gian nan khổ sở thế này, cả nước Nhật chẳng có mấy ai. Không được cho rằng mình bất hạnh. Xem như mình được trải nghiệm điều mà không phải ai cũng có thể. Ở đời, điều xấu, việc tốt, tất cả đều là thử thách. Để tạo nên một con người, ông trời đã ban cho ta thử thách. Một khi đã sống ở đời, có thể sẽ có lúc bạn rơi vào tâm trạng tiêu cực, nghĩ đời mình đã được định đoạt.
Nhưng cho dù có những thất bại thì tất cả đều do ông trời tạo ra, là những gì được ban ra để chúng ta bay cao hơn, nhảy xa hơn mà thôi. Không được đánh giá những gì xảy ra trong đời là hạnh phúc hay bất hạnh trước mắt chỉ bằng trí tuệ nông cạn của con người. Phải nhìn từ quan điểm trên cao của ông trời. Làm vậy chắc chắn sẽ nhìn sự thể khác đi. Nếu gặp phải một tai họa thoạt nhìn tưởng chừng rất tàn nhẫn, phải nghĩ rằng điều đó sẽ là điều tốt đối với tương lai người đó. Có thể đó là phần thưởng mà ông trời ban cho. Thậm chí có khi ông trời ban cả những điều khó khăn tàn nhẫn như là kết quả của việc nghĩ thiện, làm điều thiện của con người. Con người tiếp nhận khổ nạn đó từ chính diện và xử lý thế nào, tùy vào cách xử lý đó mà đường đời được quyết định. Hãy nhìn thế giới tự nhiên xem, cây cối bị tổn thương thường phát triển mạnh mẽ hơn. Ví dụ, so với cây mọc tự nhiên, cây đã được tỉa gọt trong vườn lại lớn nhanh. Tuy bị thương tổn vì tỉa cành, chẻ nhánh, nhưng các cây ấy lại trưởng thành như mọc cánh từ những vết thương ấy. Cây lúa mạch cũng vậy. Mùa đông người ta dẫm lên cây gây tổn thương, nhưng nhờ đó cây mọc khỏe mạnh. Hay khoai lang, tuy dây mọc như phủ khắp mặt đất, nhưng nếu để vậy không thể có củ đẹp. Khi dây khoai lang trưởng thành nhất vào mùa hè, người ta lật lá lên nhổ rễ. Đáng thương đấy, nhưng nếu không làm vậy không có được củ khoai to. Thế giới tự nhiên được tạo ra như thế, mọi thử thách là liều thuốc kích thích tăng trưởng. Con người chúng ta cũng vậy. Những khi khổ sở vì công việc, đau đớn vì sức khỏe, nhất định cần phải tiếp nhận những điều đó một cách tích cực rằng nghịch cảnh này là do ông trời tạo ra để giúp ta mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Chương 7. Trái tim phải trong sáng. Hành động thành công hay không tùy vào vẻ đẹp của trái tim. Biết ơn vì được sống. Không, đúng hơn là được cho sống bình thường không sân si, không lời bất mãn dù có trong cảnh ngộ như thế nào. Bằng cách nuôi dưỡng tâm hồn có thể cảm nhận như thế, bạn có thể thay đổi cuộc đời trở nên phong phú, tuyệt vời và có ích. Nanman, nanman, arigato. Cảm ơn trời Phật, nuôi dưỡng trái tim trong sáng. Sau khi thành lập Kyocera vào năm 27 tuổi, tôi bắt đầu nghĩ về lòng biết ơn một cách mạnh mẽ. Vì một người không có kinh nghiệm quản lý cũng như chẳng có gì như tôi, có người đã thế chấp cả nhà của mình để tận lực giúp tôi mở công ty. Tôi không được phụ lòng mong đợi của họ. Từ một suy nghĩ này, tôi ra sức làm việc và tự nhiên lòng biết ơn từ tận đáy lòng tôi trỗi dậy. May mắn là công việc của công ty đi đúng quỹ đạo, dần dần trả được nợ, nhưng không hẳn đã dư giả giàu có. Khoảng thời gian ấy, một ngày tôi phải chạy quanh tìm đối tác, có khi phải đối mặt với những rắc rối để xử lý khiếu nại, chỉ biết sớm tối làm việc cày ải. Nhưng không phút nào tôi quên được những nhân viên cùng tôi sát cánh làm việc, những khách hàng chọn công ty đặt hàng, những nhà thầu luôn chịu nghe những yêu cầu khó khăn. Tôi thật sự biết ơn những người xung quanh, thậm chí với cả những yêu cầu hạ giá gay gắt hàng năm từ các đối tác, tôi vẫn biết ơn rằng họ đang rèn luyện Kyocera. Xem hoàn cảnh mình được đặt vào một cách tiêu cực, trở nên hèn nhát, sống trong tiếc nuối, hay xem những yêu cầu khó khăn là cơ hội giúp bản thân trưởng thành, tiếp nhận chúng một cách tích cực. Nơi bạn đến sẽ khác nhau bởi con đường bạn chọn. Hiện tại càng khổ sở, con người càng hay bộc lộ sự bất mãn, thái độ bất bình. Nhưng những điều đó rốt cuộc quay lại với chính bản thân, dồn bản thân vào hoàn cảnh tồi tệ hơn. Vì vậy tôi cho rằng, dù có rơi vào cảnh ngộ thế nào đi nữa, nhất định không được quên lòng biết ơn. Thực tế, dù có được khuyên hãy biết ơn, nhưng khó lòng ta có lòng biết ơn. Nhưng hãy tự nói với mình rằng, quan trọng là biết cảm ơn. Làm như vậy thì hành vi biết ơn sẽ trở thành thói quen. Bằng cách nghĩ biết ơn, tâm trạng của chúng ta cũng sẽ thoải mái hơn, tâm hồn cũng tươi vui hơn và tiến thêm một bước. Nói lời cảm ơn sẽ làm cho người xung quanh nghe được lời nói đó cũng trở nên vui vẻ, bầu không khí thân thiết sẽ hình thành. Ngược lại, bầu không khí chỉ có những lời trách móc, chê trách sẽ khiến những người quanh đó, kể cả bản thân ta, bất hạnh mà thôi. Biết ơn dù với bất kỳ chuyện nhỏ nhặt thế nào là việc quan trọng cần ưu tiên. Điều đó có một sức mạnh to lớn. Biết ơn là liều thuốc vạn năng
dẫn bản thân chúng ta đạt đến giới địa tuyệt vời của một tâm trạng dễ chịu, đồng thời khiến cả những người xung quanh trở nên hiền lành. Nghĩ lại, động lực khiến việc biết ơn trở thành thói quen trong cuộc đời mình, tôi thấy như trải nghiệm Kakure Nenbutsu, tức là lén niệm Phật, đã trải qua thời thơ ấu. Kakure Nenbutsu chỉ tín ngưỡng của những người thuộc phái Jodo Shinshu, tức là Tịnh Độ chân tông, từng bị chính quyền cấm đoán. Thời Edo, phiên Satsuma xem Jodo Shinshu là tư tưởng nguy hiểm, lệnh xử phạt nghiêm khắc tín đồ của phái. Nhưng những tín đồ nhiệt thành không thể vứt bỏ tín ngưỡng của mình nên lùi vào rừng núi sâu, xây nhà ở ẩn, đem theo bàn thờ, vân vân, tiếp tục tín ngưỡng của mình. Người ta gọi đó là Kakure Nenbutsu. Nhưng kỳ lạ thay, sau khi lệnh cấm đã bị gỡ bỏ vào đầu thời Showa, phong tục đó vẫn còn lưu lại ở vùng quê Kagoshima. Chú thích: Showa, dịch ra là Chiêu Hòa, là niên hiệu của Nhật Bản trong khoảng thời gian 1926 đến 1989, hết chú thích. Có lần cha tôi dẫn tôi về quê cách xa trung tâm Kagoshima mười mấy km. Buổi tối ông cầm đèn lồng, nắm tay tôi chậm rãi đi lên núi. Nơi cha hướng đến là nơi tập trung Kakure Nenbutsu. Trong rừng vắng là một ngôi nhà sơ sài không có đèn điện, chỉ có chút lửa từ ngọn nến. Bên trong, một người có vẻ như một nhà sư ngồi trước bàn thờ đọc kinh. Ngồi phía sau ông là khoảng 10 đứa bé cùng độ tuổi tôi lúc ấy. Sau khi đọc kinh, người có vẻ như nhà sư ấy quay lại nói với từng đứa trẻ: "Cúi lại bàn thờ đi con." Chỉ với riêng tôi, ông nói như sau: "Con đã từ trung tâm Kagoshima xa xôi đến đây với cha mình nhỉ? Hôm nay con đến như vậy là được Phật cho phép rồi. Vì vậy sau này không cần đến cũng được. Có điều, từ nay về sau con hãy nhớ niệm Phật. Nanman, Nanman, Arigato nhé." Nanman là phát âm biến thể từ Nanmu Amidabutsu, tức là Namo A Di Đà Phật, là cách diễn đạt cho trẻ con dễ hiểu đặc trưng của vùng Satsuma. Về sau, tôi không hề quên trải nghiệm này, cả bây giờ tôi vẫn thường niệm Nanma, Nanma, Arigato. Lời nói bày tỏ lòng biết ơn được học từ thuở ấu thơ không biết bao nhiêu lần. Buổi sáng khi rửa mặt, chợt nhận ra mình hạnh phúc ra sao, tôi buộc miệng nói lời cảm tạ Nanma, Nanma, Arigato. Tôi đã trở thành một tăng sư phái Rinzai-sư Myo-shinji, dịch ra là Lâm Tế Tông Diệu Tâm Tự. Trong thiền tông không niệm Namo A Di Đà Phật, nhưng tôi vẫn tiếp tục niệm Nanma, Nanma, Arigato. Đi châu Âu, dù đứng trong lễ đường nhà thờ, tôi vẫn chắp tay niệm Nanma, Nanma, Arigato. Cả khi đến thăm thánh đường Hồi giáo cũng vậy. Tôi cho rằng sự tồn tại tuyệt đối thống nhất cả thế giới này là giống nhau về bản chất, dù tôn giáo khác nhau, và luôn tâm niệm như thế. Con người không ai có thể sống một mình. Chúng ta có thể sống và làm việc như hiện nay là nhờ tất cả mọi thứ xung quanh ta, từ môi trường trái đất như không khí, nước, lương thực, v.v., cho đến xã hội, gia đình, đồng nghiệp ở sở làm, v.v. Với ý nghĩa đó, có thể nói chúng ta được làm cho sống hơn là sống. Nếu nghĩ vậy, lòng biết ơn rằng ta được sống trong thế giới này, rằng ta được sống khỏe mạnh sẽ tự nhiên sinh ra. Chỉ cần lòng biết ơn ấy được sinh ra, tự nhiên ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Biết ơn vì được sống, không, đúng hơn là được cho sống, bình thường, không sân si, không lời bất mãn, dù có trong cảnh ngộ như thế nào. Bằng cách nuôi dưỡng tâm hồn có thể cảm nhận như thế, bạn có thể thay đổi cuộc đời trở nên phong phú, tuyệt vời và có ích. Biết đủ, càng tránh xa ham muốn càng tốt, dù không loại bỏ tam độc hoàn toàn, thì cũng phải nỗ lực chế ngự, điều khiển được nó, đó là điều quan trọng. Chú thích: trong Phật giáo, tam độc chỉ ba trạng thái tinh thần có hại: tham lam, sân hận và si là ngu dốt. Hết chú thích. Trái tim cảm nhận được hạnh phúc
được sinh ra từ trái tim biết đủ. Dù được bao bọc bởi một cuộc sống đầy đủ vật chất thế nào đi nữa, nhưng nếu cứ mãi chạy theo lòng tham vô hạn, sẽ chẳng bao giờ biết thỏa mãn. Tâm hồn lúc nào cũng đầy ắp sự bất mãn, chắc chắn không cảm nhận được hạnh phúc. Ngược lại, dù không được đầy đủ vật chất, dù trong tình trạng nghèo rớt mùng tơi đi nữa, nhưng nếu có tâm hồn thanh thản thì sẽ hạnh phúc. Nghĩa là hạnh phúc hay không sẽ tùy thuộc vào trạng thái tâm hồn của con người. Không có một tiêu chuẩn phổ biến rằng đạt đủ điều kiện này sẽ hạnh phúc cả. Chính việc tạo cho mình một trái tim, một tâm hồn để có thể khi chết cảm nhận được rằng ta đã sống một đời hạnh phúc mới chính là điều quan trọng trong đời người. Nếu không có một trái tim đẹp cảm nhận được hạnh phúc như thế, dứt khoát không thể hạnh phúc. Vậy thì để tạo nên một trái tim đẹp, chúng ta phải làm thế nào? Con người ta có 108 phiền não. Đức Phật đã giảng rằng những phiền não này là nguyên nhân làm khổ chúng sinh. Trong đó tam độc gồm có lòng tham, sân hận và ngu si là ba phiền não mạnh nhất. Con người chúng ta là những sinh vật sống cuộc sống thường nhật trong sự ràng buộc của tam độc này. Chúng ta muốn có cuộc sống tốt hơn người khác, muốn kiếm tiền dễ dàng, muốn mau chóng thành công. Lòng tham vật chất, tham danh vọng này luôn âm thầm ẩn náu trong trái tim của bất kỳ ai. Và khi không đạt được mong mỏi đó, chúng ta giận dữ. Tại sao không được như ta nghĩ? Ôm lòng ghen tị với người đạt được điều đó. Hầu hết con người đều sống trong quay cuồng bởi những phiền não như vậy. Nhưng một khi bị tam độc điều khiển, dứt khoát không thể cảm nhận được hạnh phúc. Đức Phật đã giảng về hình ảnh của người bị lòng tham điều khiển qua một truyện ngụ ngôn mà nghe nói văn hào Tolstoy của Nga đã bình luận. Không có cách diễn đạt nào về con người hay hơn như thế. Câu chuyện đó như sau. Một người đi đường đang vội vã về nhà trong một ngày cuối thu gió lạnh. Bất ngờ ông ta nhìn thấy thật nhiều vật gì trăng trắng bên đường. Nhìn kỹ lại thì nhận ra đó là xương người. Ông ta vẫn tiếp tục dấn bước, dù trong lòng cũng lấy làm lạ. Sao lại có xương người ở một nơi như thế này? Thế rồi từ đầu kia, một con hổ to lớn đang gầm gừ xuất hiện. Đến lúc đó ông ta mới chợt nhận ra những khúc xương người lúc nãy là do bị hổ ăn thịt. Trong khoảnh khắc, ông vội vã quay đầu, co giò bỏ chạy. Nhưng trong cơn hoảng loạn, ông ta nhầm đường mà chạy đến trước một vách núi cao, lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Nhìn kỹ xung quanh, bên vách núi có một cây thông, ông ta vội vã leo lên cây thông để trốn. Nhưng con hổ là động vật có thể leo trèo, nên nó cũng lù lù tiến đến leo lên cây. Đường cùng, người đàn ông nhìn lại thì thấy một sợi dây leo vắt xuống từ cành thông. Lòng mừng thầm, ông ta nắm chặt sợi dây leo, tụt xuống, thì giữa chừng sợi dây leo bị đứt. Bên dưới là biển sâu đang cuộn sóng, phía trên là con hổ đang tiếc rẻ nhìn người đàn ông vì không thể tuột theo sợi dây leo. Ngỡ đã yên tâm phần nào thì người đàn ông lại nghe tiếng lạo xạo bên trên. Nhìn lên gốc sợi dây leo thì thấy một đôi chuột, con trắng con đen đang thay nhau gặm sợi dây leo. Ông ta hoảng hốt, nếu đôi chuột đó gặm đứt sợi dây leo thì mình mất xác dưới biển sâu. Nghĩ vậy ông ta vừa suỵt suỵt vừa lắc sợi dây leo để xua đôi chuột kia đi. Thình lình có gì đó sền sệt nhỏ xuống, ông ta liếm thử thì nhận ra đó là mật ong ngon ngọt. Nhìn kỹ lại, hóa ra bên trên có một tổ ong mật. Khi lắc sợi dây leo làm cái tổ đung đưa, mật ong chảy ra và nhỏ xuống. Trong khoảnh khắc, người ấy quên mất đôi chuột trắng đen đang gặm sợi dây leo, say sưa nếm vị ngọt của mật ong nhỏ xuống. Ngay bên dưới là ba con rồng đỏ, đen, xanh đang chực chờ ông ta rơi xuống. Người đàn ông sợ hãi không dám nhìn xuống, chỉ biết nhìn lên, rung sợi dây leo để liếm mật ong. Và Đức Phật giảng, đây chính là cuộc đời chúng ta. Các bạn có thể cười khi nghe câu chuyện này, nhưng thật ra người đàn ông chính là hình ảnh chúng ta. Giải thích câu chuyện Đức Phật kể thì như thế này. Trước tiên, như hình ảnh một người lữ hành trong ngày thu gió lạnh, dù đời ta có thật nhiều bạn bè đi chăng nữa, rốt cuộc vẫn là chuyến lữ hành một mình. Sinh ra cũng chỉ một mình ta, chết đi cũng chỉ một mình. Con hổ là vô thường, ám chỉ cái chết. Con người luôn bị cái chết đe dọa ngay từ khi mới chào đời. Cái chết luôn đuổi theo ta. Vì vậy, con người tìm mọi cách để chạy trốn cái chết.
nào áp dụng các phương pháp bảo vệ sức khỏe, nào trông cậy vào thầy thuốc, nào tìm đến tín ngưỡng, tôn giáo, v.v. Và cây thông mà người đàn ông mãi mới phát hiện ra để bấu víu, tượng trưng cho địa vị và tài sản mà chúng ta gầy dựng được lâu nay. Chúng ta tìm đường thoát thân ở đó, nhưng thần chết nào có buông tha. Địa vị, tài sản chẳng ích gì. Hình ảnh người đàn ông nắm sợi dây leo mỏng manh lơ lửng kia là hình ảnh con người chúng ta. Đôi chuột gặm rễ dây leo, con chuột trắng là ngày, con chuột đen là đêm, nghĩa là ngày đêm thay phiên nhau đến với đời ta. Đương nhiên tuổi thọ sẽ dần giảm đi. Ba con rồng dưới biển sâu, con rồng đỏ tượng trưng cho sự tức giận, con rồng đen tượng trưng cho dục vọng và con rồng xanh tượng trưng cho sự ngu si. Ba trạng thái tinh thần độc hại này sẽ khiến cuộc đời ta trở nên tồi tệ, nhưng đó là do trái tim, tâm hồn ta tạo ra. Con người chúng ta phải rong ruổi đường đời một mình từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, và chúng ta luôn phải sống trong sự đe dọa của cái chết luôn chực chờ, trong sự trấn áp của tam độc mà tâm hồn mình tạo ra. Vì vậy, Đức Phật giảng rằng chúng ta cần chế ngự trái tim ích kỷ và những phiền não, phải trì giới, tức là gìn giữ và thực hành những luật lệ, quy tắc đạo đức. Đương nhiên, vì những ích kỷ phiền não là năng lượng cần thiết để con người sinh tồn, nên không thể phủ định chúng một cách vô điều kiện. Nhưng đây là những trạng thái độc hại, không ngừng làm khổ con người, khiến cuộc đời trở nên tồi tệ, thậm chí trở thành con số không. Sự ích kỷ hẹp hòi trong tâm hồn và những phiền não là nguyên nhân khiến chúng ta bất hạnh và tiêu diệt cuộc đời ta. Nhưng ngược lại, trong con người chúng ta tồn tại một thứ gốc rễ tuyệt vời, nằm ở vị trí đối cực với phiền não. Một trái tim tuyệt đẹp biết vui sướng khi giúp đỡ người khác, khi hết mình vì người khác, luôn tồn tại trong lồng ngực của bất kỳ ai. Nhưng khi phiền não quá mạnh, trái tim trong sáng ấy không thể hiện ra được. Vì vậy, phải tránh xa cám dỗ, càng xa càng tốt. Dù không thể tiêu diệt tam độc hoàn toàn đi nữa, quan trọng là phải nỗ lực chế ngự, điều khiển được chúng. Làm được vậy, trái tim tuyệt đẹp kia sẽ xuất hiện. Để làm được điều đó, Đức Phật đã dạy, biết đủ. Tức quan trọng là phải nuôi dưỡng trái tim, cảm nhận được hạnh phúc. Người đã dạy cho chúng ta biết tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng một tâm hồn phong phú, chứ không phải sống chỉ biết nuôi lòng tham. Phó mặc cảm xúc cho cơn giận và buông đời theo những bất mãn, bất bình. Bằng việc sống đủ, sống với trái tim biết tạ ơn mỗi ngày, cuộc đời chúng ta sẽ trở nên phong phú, hạnh phúc thật sự. Phản tỉnh. Bằng việc phản tỉnh, chúng ta cảnh báo bản thân và chỉ cần chế ngự dù chỉ một chút những suy nghĩ ích kỷ, thì trái tim cao đẹp mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có sẽ tự xuất hiện. Không ngừng nỗ lực cho một trái tim trong sáng. Con người chúng ta vốn dĩ ngoài một trái tim ích kỷ chỉ biết bản thân mình là được, thì ngược lại, còn được trang bị một trái tim cao đẹp, luôn biết ơn, biết nghĩ đến người khác và thấy vui khi tận lực vì người khác. Đó là một thứ đáng quý được gọi là lương tâm. Như tôi đã trình bày, điều quan trọng là chúng ta nỗ lực để chế ngự trái tim ích kỷ và làm cho trái tim cao đẹp gọi là lương tâm này nở hoa. Vậy làm sao để trái tim lương thiện trong sáng nở hoa đây? Hầu hết mọi người chúng ta không nhận ra tầm quan trọng của trái tim, không quan tâm đến việc làm cho trái tim mình tuyệt vời, tốt đẹp hơn. Trước hết phải nghĩ rằng, phải nâng cao trái tim, phải làm đẹp tâm hồn, bởi chúng ta là những con người đầy phiền não và tham vọng. Khó có thể được như thế, nên trước tiên, chúng ta phải là con người biết mong muốn và nỗ lực nâng cao trái tim, làm đẹp tâm hồn. Và tôi cho rằng, nói cách khác, những người đang muốn và tự nỗ lực làm đẹp, thanh tẩy trái tim, tâm hồn, vốn có khuynh hướng ích kỷ hẹp hòi của mình, là những người đang tu tập. Tuy nói như vậy, nhưng tôi vẫn là một người chưa hoàn thiện. Nếu được ai đó hỏi rằng, vậy chứ tâm hồn trái tim ông đã được thanh tẩy ở mức nào rồi? Thì thú thật, câu trả lời của tôi sẽ rất xấu hổ. Tôi chỉ là một con người bình thường, chỉ cần có chút sơ hở là làm điều xấu, là muốn thỏa mãn lòng tham của mình. Nhưng chính vì vậy tôi đang nỗ lực để không trở nên tồi tệ hơn bây giờ. Khi nỗ lực như thế, có thêm một con người trong tôi xuất hiện trong trái tim tôi và truy vấn, ngươi thì sao?
Bằng sự đấu tranh đó, tôi nâng cao bản thân mình từng chút một. Tôi nghĩ rằng, việc nâng cao trái tim mình từng chút một thông qua việc phản tỉnh như thế chính là cuộc đời. Quản lý trái tim mình bằng cách phản tỉnh, nhìn lại mình là một việc quan trọng đối với chúng ta như vậy, nhưng phần lớn chúng ta không quan tâm lắm. Hầu hết đều cho rằng trái tim nghĩ gì thì tùy, nhưng những gì nghĩ trong tim sẽ xuất hiện như những hiện tượng. Chính vì vậy, duy trì trái tim, tâm hồn như thế nào trở nên vô cùng quan trọng. Trong Khi Người Ta Tư Duy của tư tưởng gia James Allen, tôi đã đề cập ở chương trước. Việc quản lý trái tim được trình bày như sau. Trái tim con người như một khu vườn, có khu vườn được vun trồng chăm sóc một cách khôn ngoan, cũng có khu vườn bị bỏ hoang. Nhưng chắc chắn, dù trong trường hợp nào đi nữa, từ những khu vườn đó đều có cái gì đó mọc lên. Nếu bạn không gieo những hạt giống tốt đẹp cho khu vườn của mình, thì chắc chắn cỏ dại sẽ mọc lên vô số, và chỉ có cỏ dại mà thôi. Tiếp theo, ông lại nói thế này. Người làm vườn xuất sắc là người xới đất, nhổ cỏ dại, gieo hạt giống hoa cỏ xinh đẹp và nuôi dưỡng chúng. Cũng như vậy, nếu chúng ta muốn sống cuộc đời tốt đẹp, thì phải đào xới khu vườn trái tim mình, dọn sạch những suy nghĩ sai lầm, xấu xa, sau đó gieo trồng những suy nghĩ đúng đắn, tốt đẹp và luôn không ngừng chăm sóc chúng. Chúng ta phải đào xới khu vườn trái tim mình, ngày ngày phản tỉnh, nhổ bỏ cỏ dại, tức những suy nghĩ thấp hèn, tạp niệm, và trồng vào đấy những suy nghĩ tốt đẹp, tuyệt vời. Tức chúng ta phải biết nhìn nhận lại trái tim xấu xí và nuôi dưỡng những suy nghĩ thiện lành trong trái tim mình. James Allen đã ví von việc đó như công việc làm vườn. Ông kết luận thế này. Bằng cách chọn lựa những suy nghĩ đúng đắn và suy nghĩ cặn kẽ, thấu đáo, chúng ta có thể trưởng thành, nâng tầm bản thân thành người cao quý, đáng kính. Cũng tương tự, bằng cách lựa chọn những suy nghĩ sai lầm và lẫn quẩn với chúng, chúng ta có thể hạ thấp mình thành con người như dã thú. Tất cả những hạt giống là suy nghĩ sinh sôi nảy nở trong trái tim ta sẽ sinh ra những hạt giống cùng loại với chúng, dù sớm hay muộn, rồi chúng sẽ đơm hoa như là hành vi và cuối cùng kết trái. Suy nghĩ tốt đẹp sẽ dẫn đến trái tốt, suy nghĩ xấu sẽ kết trái xấu. Suy nghĩ thiện lành sẽ đem đến kết quả tốt đẹp, suy nghĩ xấu xa sẽ dẫn đến kết quả tồi tệ. Vì vậy, chúng ta phải biết xới đất, nhổ cỏ dại, gieo trồng hạt giống xinh đẹp mà mình mong muốn, thường xuyên tưới nước, chăm bón phân, tức quản lý khu vườn trái tim mình. James Allen đã nói như vậy. Đó chính là phản tỉnh, là nhìn lại bản thân. Nếu không chăm sóc, cứ để mặc, chắc chắn trái tim con người sẽ đầy ắp những tham vọng ích kỷ. Như vậy, phản tỉnh là một việc vô cùng quan trọng. Từ khi Kyocera tiếp tục phát triển, trưởng thành thuận lợi, và bất ngờ là bản thân tôi cũng được đánh giá cao, tôi luôn ý thức mạnh mẽ về việc phản tỉnh và xem đây như là công việc hàng ngày. Hàng ngày tôi thường đứng trước gương ở phòng rửa mặt khi thức dậy và trước khi đi ngủ để nhớ lại những việc đã xảy ra hôm qua, những hành động, lời nói của mình hôm nay. Tôi nghiêm khắc tự hỏi mình đã không khiến ai đó cảm thấy khó chịu chứ? Mình đã làm gì không tử tế? Mình không làm gì cao ngạo đấy chứ? Nếu tìm được điểm nào đáng xấu hổ với tư cách con người trong những hành vi cư xử của bản thân, tôi tự mắng mình và cảnh báo bản thân không được phép lặp lại điều đó lần nữa. Thỉnh thoảng khi về nhà hay phòng ở khách sạn chuẩn bị đi ngủ, tôi lại nói lời ăn năn. Con xin lỗi thần linh. Lời xin lỗi ở đây vừa là thái độ thành thật hối lỗi trước người khác về thái độ sai lầm của mình, vừa là một sự chuộc tội, cầu xin sự tha thứ của thần linh. Tôi hiểu rằng những lời nói ăn năn hối lỗi thốt lên khi chỉ có một mình là lương tâm của bản thân đang trách mắng cái tôi ích kỷ. Nếu cảnh báo bản thân và chế ngự được những suy nghĩ ích kỷ bằng cách ăn năn, phản tỉnh như thế, trái tim tuyệt đẹp mà bất kỳ ai cũng có sẽ tự động xuất hiện. Tôi luôn mong bản thân mình làm được như vậy, luôn muốn trái tim của mình tuyệt vời hơn dù chỉ một chút, nên hàng ngày luôn nỗ lực chăm sóc trái tim mình.